Liệu có thể toàn bộ vũ trụ không gì hơn là một nguyên tử không? Khi bạn nhìn vào mô hình của một nguyên tử là khối cơ bản tạo nên mọi vật chất, bạn có thể thấy một số kiểu mẫu tương tự trong vũ trụ lặp lại. Hệ mặt trời của chúng ta là một ví dụ tuyệt vời về điều đó. Có một ngôi sao trung tâm khổng lồ và một vài hành tinh nhỏ hơn quay quanh nó. Bạn cũng quan sát thấy sự phân bố tương tự bên ngoài thiên hà của chúng ta với các ngoại hành tinh quay quanh các ngôi sao của chúng. Và bạn cũng có thể thấy nguyên lý đó ở quy mô nhỏ hơn. Đó là cách các hạt được gọi là proton và neutron di chuyển xung quanh tâm của một nguyên tử được gọi là hạt nhân. Vậy hãy tưởng tượng bạn có một loạt nam châm dương mà bạn đang cố xếp chồng lên nhau. Chúng cứ đẩy nhau ra xa, đúng không? Đó là những gì được cho là sẽ xảy ra với các proton trong một nguyên tử. Tất cả chúng đều tích điện dương, vì vậy chúng sẽ đẩy nhau và bay đi theo mọi hướng. Nhưng các nguyên tử thực sự tồn tại, vì vậy phải có thứ gì đó giữ chúng lại với nhau. Và thứ đó được gọi là tương tác mạnh hoặc lực mạnh. Hạt nhân chiếm chưa đến 0,01% thể tích của toàn bộ nguyên tử, nhưng nó thường chiếm hơn 99,9% khối lượng của nguyên tử. Một lần nữa, tương tự như mặt trời của chúng ta. Dù sao đi nữa, tương tác mạnh này giống như một loại keo đặc biệt giữ các proton và neutron lại với nhau trong hạt nhân của một nguyên tử. Tương tự như vậy, lực hấp dẫn ngăn cản chúng ta bay khỏi mặt đất vào bóng tối của không gian. Bây giờ, chất keo này đến từ một số hạt thực sự nhỏ bên trong proton và neutron được gọi là quark. Những hạt nhỏ này có một loại điện tích kỳ lạ được gọi là màu sắc. Nó không giống như màu sắc mà chúng ta thấy xung quanh mình. Nó hoạt động như một mã giúp quark kết dính với nhau bên trong các hạt chủ của chúng. Và mã này cũng rò rỉ ra ngoài và giúp chịu proton và neutron lại với nhau trong hạt nhân. Theo một cách nào đó, quark giống như những người xây dựng nhỏ đang làm việc cùng nhau để xây dựng các nguyên tử, tạo nên mọi thứ xung quanh chúng ta. Vụ nổ Big Bang được cho là khoảnh khắc tuyệt vời với chúng ta khi thời gian và không gian hình thành. Đó là học thuyết chúng ta sử dụng để giải thích sự tiến hóa của vũ trụ. Ban đầu chỉ có một quả cầu vật chất rất nhỏ có kích thước bằng một quả đào, nhưng có nhiệt độ hơn 1.000 tỷ độ. Ôi, nóng quá! Và chữ bang trong Big Bang không có nghĩa là thật sự có một vụ nổ trong không gian. Quả cầu này bắt đầu lan rộng ra xung quanh và không gian xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nó tạo ra các nguyên tử, phân tử, ngôi sao và nhiều thiên thể lấp đầy không gian trống rỗng của vũ trụ của chúng ta. Về cơ bản, tất cả các nguyên tố tạo nên chúng ta đều được hình thành trong vòng vài phút ở giai đoạn đầu tiên của vũ trụ, giống như là 1% của 1 phần tỷ của 1 phần nghìn tỷ của 1 phần nghìn tỷ của 1 giây. Ồ, đợi đã, cho tôi 1 giây để xử lý điều đó. Được rồi, tiếp tục nào. Sự phát triển thật đáng kinh ngạc ở giai đoạn đó. Vũ trụ lan rộng theo cấp số nhân và có thể tăng gấp đôi kích thước ít nhất 90 lần. Giống như tôi trong những ngày nghỉ lễ. Tôi thích sô-cô-la. Sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ là một hỗn hợp nóng và đặc của các hạt. Quá nóng để các nguyên tử có thể tồn tại. Nhưng 380.000 năm sau, nó nguội đi đủ để các electron trộn lẫn với hạt nhân và tạo thành các nguyên tử. Đây là một quá trình mà chúng ta gọi là tái hợp, và nó là thứ làm cho vũ trụ trở nên trong suốt. Hãy nghĩ về nó như việc bật công tắc đèn. Đột nhiên, bạn có thể nhìn thấy tất cả. Nhưng vì vũ trụ trở nên trong suốt không có nghĩa là nó sáng. Đó là một thời kỳ đen tối vì chưa có ngôi sao hay thiên hà nào cả. Giống như một tấm vải lớn trống rỗng đang chờ đợi một thứ gì đó được vẽ lên nó. Phải rất lâu sau đó, khi vũ trụ tiếp tục tiến hóa, các ngôi sao và các vật thể phát sáng khác mới bắt đầu hình thành và thắp sáng bóng tối. Và nó tiếp tục tiến hóa, trong khi vẫn lấp đầy các hành tinh, tiểu hành tinh, thiên hà và những thứ khác. Được rồi, đó là câu chuyện mà chúng ta đã được kể trong vài thập kỷ qua. Và tôi phải thừa nhận là khá hay. Các nhà khoa học đã nghiên cứu nó rất nhiều. Họ quan sát bức xạ điện từ còn sót lại từ vũ trụ quá khứ. Họ đo sự hiện diện của các nguyên tố nhẹ nhất chỉ để nhận ra rằng tất cả chúng đều phù hợp với học thuyết Big Bang. Các lý thuyết mới không nói rằng vụ nổ Big Bang đã không xảy ra. Đó là một bức tranh đẹp về vũ trụ trong giai đoạn đầu của nó. nhưng nó giống như một câu đố chưa hoàn thành với một số phần quan trọng còn thiếu. Chúng ta không thể giải thích những gì đã xảy ra trước vụ nổ lớn bằng vật lý hiện đại của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần một số kiến thức toán học mới để giải thích những phần khó hiểu như cái gọi là điểm kỳ dị. Đó là điểm mật độ vô hạn, nhớ không? Từ lúc bắt đầu vụ nổ lớn. Và đó là lúc lý thuyết dây xuất hiện, giống như một bộ công cụ siêu năng lực có thể xử lý lực hấp dẫn và tất cả các lực khác kết hợp lại. Bây giờ, một trong những ý tưởng mà lý thuyết dây đã mang lại cho chúng ta là vũ trụ epirootic. Hãy tưởng tượng một ngọn lửa lớn bùng cháy lên một ngọn lửa khác và ngọn lửa đó lại bùng cháy lên một ngọn lửa khác, vân vân. Vâng, trong kịch bản này, vụ nổ lớn không phải là khởi đầu của mọi thứ. Nó chỉ là một phần của một quá trình lớn hơn. Đó là ý tưởng về vũ trụ tuần hoàn. Một chuyến tàu lượn siêu tốc không bao giờ kết thúc, với những tiếng nổ lớn cho sự khởi đầu và những tiếng vỡ lớn cho sự kết thúc xảy ra liên tục, có khả năng là mãi mãi. Giống như vũ trụ liên tục nhấn nút thiết lập lại và thực hiện theo một cách thực sự thú vị. Chúng ta có thể xem xét điểm kỳ dị này theo một số lý thuyết như một hạt đơn lẻ trong một hệ thống lớn hơn nhiều, giống như một nguyên tử được tạo thành từ các hạt hạ nguyên tử. Và xét đến tất cả những điều đó, ý tưởng cho rằng mọi hạt nhân của một nguyên tử có thể có một vũ trụ bên trong nó. Vì vậy, toàn bộ vũ trụ của chúng ta chỉ là một phần nhỏ của một nguyên tử trong một vũ trụ lớn hơn nhiều, được tạo thành từ các nguyên tử với nhiều vũ trụ hơn, với nhiều nguyên tử hơn, với nhiều vũ trụ hơn. Thật xoắn não! Các phiên bản đầu tiên của ý tưởng về vũ trụ tuần hoàn vẫn còn là một vấn đề lớn. Chúng không khớp với các quan sát của chúng ta về bức xạ nền vi sóng vũ trụ, là ánh sáng hóa thạch cho thấy vũ trụ trông như thế nào khi nó chỉ mới 380.000 năm tuổi. Vì vậy, vào tháng 3 năm 2020, hai nhà vật lý từ Canada đã công bố một nghiên cứu tiết lộ kiến thức toán học đằng sau vũ trụ tuần hoàn mà chúng ta đã bỏ lỡ trước đó. Nếu chúng ta tập trung vào khoảnh khắc vũ trụ co lại thành một điểm cực kỳ nhỏ và sau đó bật trở lại trạng thái vụ nổ lớn, thì sau cùng chúng ta có thể khớp với các quan sát của mình. Chỉ là chúng ta cần chờ thêm nhiều thí nghiệm mới để kiểm tra đầy đủ ý tưởng này. Kỷ nguyên thống nhất vĩ đại, đó là cách chúng ta gọi thời kỳ vũ trụ vẫn còn non trẻ. Vào thời điểm đó, vật chất và phản vật chất giống như hình ảnh phản chiếu của nhau, tồn tại với số lượng gần bằng nhau. Nhưng vì chúng là những lực đối nghịch, khi chúng tiếp xúc với nhau, chúng sẽ phá hủy lẫn nhau trong một vụ nổ mạnh, giống như pháo hoa. Điều này có nghĩa là mặc dù vật chất và phản vật chất liên tục được tạo ra và phá hủy, bằng cách nào đó luôn có nhiều vật chất hơn phản vật chất một chút. Điều này là tốt, vì nếu không chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa. Theo thời gian, các hạt bắt đầu dính lại với nhau và tạo thành những thứ phức tạp hơn như nguyên tử và phân tử. Và cuối cùng, các ngôi sao hình thành và tạo ra các nguyên tố, thậm chí còn nặng hơn. Nhưng một ngày nào đó, rất lâu nữa, tất cả những ngôi sao đó sẽ cháy hết. Khi ngôi sao cuối cùng từ từ nguội đi và biến mất, vũ trụ sẽ biến thành một khoảng không tối tăm, không có sự sống, ánh sáng hoặc bất cứ thứ gì chúng ta biết hoặc cho là có. Đến một lúc nào đó, các lỗ đen hấu đói sẽ ăn hết mọi vật chất trong không gian. Cuối cùng, ngay cả những lỗ đen đó cũng sẽ bốc hơi thành một lượng ánh sáng nhỏ nhất. Vũ trụ của chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng, ánh sáng sẽ lan tỏa ra và không thể tương tác với bất cứ thứ gì. Vì vậy, mọi hoạt động trong vũ trụ sẽ dừng lại. Không gian sẽ trở thành một khoảng không rộng lớn, trống rỗng, không có ngôi sao, hành tinh hay bất cứ thứ gì khác, và sẽ kết thúc ở đó, hoặc chỉ là bắt đầu lại. Và có lẽ đó là nơi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hệ mặt trời chứa đầy những vật thể bí ẩn đến từ khắp mọi nơi. Vào tháng 10 năm 2017, các nhà nghiên cứu ở Hawaii đã phát hiện ra một vật thể bí ẩn mà họ gọi là Oumuamua. Từ này có nghĩa là một vị khách từ một vùng đất xa xôi trong tiếng Hawaii, hoặc đó là một con bò thực sự lớn. Nó đi theo một quỹ đạo thoát, nó thực sự thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh, giống như ném một quả bóng vào không gian, không bao giờ quay trở lại. Điều này có nghĩa là vật thể kỳ lạ này đến từ đâu đó bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Có rất nhiều giả thuyết về nó, từ một tiểu hành tinh đơn giản đến một tàu vũ trụ ngoài trái đất. Các nhà khoa học thậm chí còn nghĩ rằng nó là một khối băng nitơ từ một hành tinh giống sao Diêm Vương. Hình dạng kỳ lạ của nó chỉ làm tăng thêm sự bí ẩn. Những thay đổi lớn trong đường cong ánh sáng cho thấy thứ này có thể dài ra giống như một ống hoặc phẳng hơn giống như một chiếc bánh kếp. Thứ này không giống bất kỳ thứ gì chúng ta từng thấy trước đây. Oumuamua không hoạt động chính xác như sao chổi hay tiểu hành tinh. Sao chổi là băng giá và tạo thành đuôi sáng khi chúng đi qua gần mặt trời, trong khi tiểu hành tinh về cơ bản chỉ là đá và không tạo thành đuôi. Oumuamua không có đuôi và không giải phóng khí giống như tôi, nhưng nó cũng không phải là đá thông thường. Bề mặt của nó rất sáng bóng, gần giống như kim loại được đánh bóng. Khi nó đi qua mặt trời, như thể nó có một tên lửa trên đó, và không phải lực hấp dẫn của mặt trời đã tạo ra lực đẩy đột ngột này cho Oumuamua. Các nhà khoa học không chắc chắn điều gì đã gây ra điều đó. Vậy thì thứ đó là gì? Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học hiện cho rằng Oumuamua có thể là một sao chổi có hydro đông lạnh trên bề mặt. Hydro này phản ứng với ánh sáng mặt trời, làm sao chổi tăng tốc và thay đổi đường đi của nó. Oumuamua có thể đã nhận được tất cả lượng hydro đó từ việc tiếp xúc với hàng tấn tia vũ trụ trong một thời gian dài. Nó cũng có một số sắc tố đẹp từ chúng. Oumuamua là một vị khách đến từ một hệ mặt trời trẻ hỗn loạn, nơi các vụ va chạm và di cư xảy ra liên tục. Các hệ thống như vậy thường ném nhiều vật thể nhỏ xung quanh. Nó có thể đã bị đẩy ra bởi một hành tinh như sao Mộc, có lực hấp dẫn mạnh đến mức có thể ném những thứ khổng lồ vào không gian bên ngoài. Điều tương tự cũng thường xảy ra với sao chổi trước đây. Oumuamua đã rời khỏi hệ mặt trời của chúng ta, mặc dù các vật thể tương tự đôi khi ghé thăm chúng ta khoảng một lần mỗi năm. Để tìm hiểu thêm về những vị khách bí ẩn này, các nhà thiên văn học có kế hoạch gửi một tàu thăm dò để truy đuổi Oumuamua. Chúng tôi sẽ sử dụng quỹ đạo của trái đất và sao Mộc để phóng nó đủ nhanh để bắt kịp sao chổi. Nhưng một số vị khách bất ngờ đã ở lại lâu hơn một chút. Vào tháng 10 năm 2019, kính viễn vọng không gian Hubble của NASA đã chụp được một bức ảnh sao chổi màu xanh lam kéo theo bụi và khí. Vào thời điểm đó, nó đã ở trong hệ mặt trời, cách trái đất khoảng 418.429.440 km, đâu đó giữa sao Hỏa và sao Mộc. Chúng tôi đã nhìn thấy bụi phát sáng bao quanh nó, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể nhìn thấy hạt nhân của nó vì nó quá nhỏ. Vâng, nhỏ ở đây là tương đối. Vật thể này rộng khoảng 975 m, tương đương với chiều dài của 9 sân bóng đá. Vào tháng 3 năm 2020, hình ảnh của Hubble cho thấy một mảnh nhỏ của sao chổi đã tách khỏi nhân. Điều đó có nghĩa là sao chổi này rất hoạt bát, không giống như Oumuamua. Khi chúng tôi quan sát nó sâu hơn, chúng tôi phát hiện ra rằng hạt nhân là hỗn hợp lỏng lẻo của các hạt băng và bụi. Bề mặt của nó cũng rất giống với các bề mặt khác, với các khu vực gồ ghề và lớp phủ mịn màng của các mảnh vụn băng giá bụi bặm. Sao chổi này được phát hiện bởi một nhà thiên văn học nghiệp dư, Gennadiy Borisov. Vì vậy, nó được đặt tên là sao chổi K2-18b. Xin chúc mừng, các nhà khoa học nhanh chóng xác nhận rằng nó đến với chúng ta từ bên ngoài hệ mặt trời. Và thứ này chắc chắn là một du khách nhiệt tình. Nó di chuyển với tốc độ chóng mặt khoảng 177.028 km/h, nhanh đến mức có thể vòng quanh trái đất 4 lần chỉ trong 1 giờ. Chuyến thăm này thật hấp dẫn vì nhiều lý do. Hầu hết các sao chổi trong hệ mặt trời của chúng ta đều đến từ vành đai Kuiper hoặc đám mây Oort. Vành đai Kuiper là một vùng không gian nằm ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương. Nó giống như một vành đai lớn xa xôi xung quanh mặt trời, chứa nhiều vật thể nhỏ băng giá. Tất cả chúng đều là những mảnh vỡ cổ xưa còn sót lại từ thời hệ mặt trời của chúng ta vẫn còn rất trẻ. Đám mây Oort xa hơn nhiều. Nó giống như một bong bóng khổng lồ xung quanh hệ mặt trời, cũng chứa đầy những vật thể băng giá siêu cũ. Hầu hết các sao chổi chu kỳ dài đều đến từ đó. Nhưng sao chổi Kuiper/Borisov đến từ đâu? Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn. Các nhà khoa học cho rằng nó có khả năng hình thành trong một hệ sao khác, có thể trẻ hơn hoặc già hơn hệ mặt trời của chúng ta. Chắc thật kỳ lạ nếu có một lựa chọn thứ ba, NASA. Dù sao thì nó có thể đã bị đẩy ra khỏi hệ mặt trời của nó, giống như Oumuamua. Mặc dù sao chổi Kuiper/Borisov quá nhỏ để giữ được bầu khí quyển của riêng nó, nhưng nó đã phát triển một đám mây khói khi tiếp cận mặt trời. Coma là một cái tên vui nhộn cho đám mây khí và bụi phát sáng tuyệt đẹp bao quanh nhân sao chổi. Đám mây này hình thành khi nhiệt của mặt trời khiến băng của sao chổi bốc hơi, giải phóng bụi và khí vào không gian. Ngôi sao này thân thiện hơn Oumuamua và cho chúng tôi thêm thời gian để nghiên cứu nó. Kết quả là chúng tôi đã tìm hiểu thêm về những đặc điểm độc đáo thú vị của nó. Ví dụ, nó chưa bao giờ tương tác với một ngôi sao nào khác. Nhưng thật không may, Borisov cũng phải rời đi. Bây giờ nó đang trên con đường đưa nó trở lại không gian giữa các vì sao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều du khách khác sẽ đến, và bạn có thể đã nghe nói về điều này. Sao chổi lớn của năm 1996, đó là tên chúng tôi gọi sao chổi Hyakutake. Nó cũng được đặt theo tên nhà thiên văn học đã phát hiện ra nó, Yuji Hyakutake. Trong một sự trùng hợp tuyệt đẹp, nó được phát hiện vào đêm giao thừa. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1996, vật thể này đã đi qua trái đất cực kỳ gần, chỉ cách khoảng 0,1 đơn vị thiên văn, xa hơn mặt trăng một chút. Nó đã đi qua Bắc Cực. Điều này khiến nó trở thành một trong những lần chạm trán sao chổi gần nhất trong 200 năm. Nó có thể nhìn thấy trên toàn thế giới và trông rất sáng và đẹp trên bầu trời, trải dài rộng rãi. Và nó không chỉ tồn tại trong một đêm, nó ngày càng rõ hơn vào tháng 3, trở thành một trong những vật thể sáng nhất trên bầu trời đêm vào cuối tháng. Sao chổi chỉ mờ dần hoàn toàn vào cuối tháng 5. Đây là một sao chổi có chu kỳ dài, nghĩa là mất hàng trăm năm để quay quanh mặt trời. Lần cuối cùng nó đến là khoảng 17.000 năm trước, và giờ chu kỳ quỹ đạo của nó đã tăng lên 70.000 năm. Nhưng đừng buồn, vẫn còn những sao chổi khác sẽ làm bừng sáng ngày và đêm của chúng ta. Bên cạnh đó, một số vật thể vũ trụ thích ở lại lâu hơn. Có một tiểu hành tinh có tên nhiều âm tiết, mà phát âm thì vượt quá khả năng của tôi. Tên này trong tiếng Hawaii có nghĩa là kẻ tình quái của sao mộc. May mắn hay, các nhà khoa học đã thưởng xót chúng tôi và đặt tên cho nó là BZ. Này, thay mặt cho tất cả những người kể chuyện khác, cảm ơn bạn. Đây là một tiểu hành tinh nhỏ, chỉ có đường kính khoảng 2,9 km. Bạn có thể đoán từ tên rằng nó có chung quỹ đạo với sao mộc. Nhưng có một điều thú vị, tiểu hành tinh này di chuyển theo hướng ngược lại, được gọi là quỹ đạo ngược. Tiểu hành tinh bất thường này được phát hiện vào ngày 21 tháng 11. Nó quay quanh mặt trời trong khoảng 11 năm 8 tháng, đôi khi đi qua bên trong và bên ngoài quỹ đạo của sao mộc. Nó đã như vậy trong ít nhất 1 triệu năm và sẽ như vậy trong khoảng 1 triệu năm nữa. Nhưng tại sao nó lại di chuyển bất thường như vậy? BZ thực sự có thể là một gã nhập cư giữa các vì sao. Có lẽ nó đã đi qua hệ mặt trời của chúng ta khoảng 4,5 tỷ năm trước, vào thời điểm mặt trời mới hình thành. Sau đó, nó bị lực hấp dẫn bắt giữ nhưng đã giữ được quỹ đạo đối diện của nó. Hoặc có thể nó đến từ đám mây Oort. Sau đó, nó có thể có quỹ đạo kỳ lạ từ hành tinh 9 bí ẩn, một hành tinh theo giả thuyết được cho là tồn tại trong hệ mặt trời của chúng ta xa hơn nhiều so với sao Hải Vương. Trong mọi trường hợp, tiểu hành tinh này đã cung cấp cho chúng ta nhiều hiểu biết hơn về lịch sử của hệ mặt trời và cách các vật liệu hữu cơ có thể di chuyển đến chúng ta từ không gian bên ngoài. Vào bất kỳ thời điểm nào, có hàng ngàn vật thể trong hệ mặt trời của chúng ta đến từ không gian bên ngoài. Chúng ở lại đây trong các khoảng thời gian khác nhau, nhưng đôi khi chúng ta may mắn và chúng kết thúc bằng việc dạy chúng ta rất nhiều về không gian giữa các vì sao. Negli anni 70 abbiamo ricevuto un segnale radio che è durato più di un minuto e ancora oggi nessuno sa cosa fosse e da dove provenisse. Ma ora è emersa una nuova teoria. Potremmo finalmente risolvere il mistero? Nel 1977, alle 23:16, un telescopio in Ohio captò qualcosa di molto insolito nello spazio. Era un segnale radio brevissimo di soli 72 secondi. Il segnale era così forte e strano che lo scienziato che lo scoprì vi scrisse wow con l'inchiostro rosso accanto. Ecco perché è chiamato segnale wow. Nello spazio il gas idrogeno a volte emette onde radio, un tipo di radiazione elettromagnetica. Sono emesse a una frequenza specifica, quasi come una firma unica per l'idrogeno. Questo ci aiuta a trovarlo, identificarlo e studiarlo. Grazie a ciò abbiamo notato che la frequenza del segnale wow proveniva dallo stesso luogo di questo gas. Ma non è servito a molto perché non abbiamo idea di che cosa l'abbia emesso. La cosa più strana è che il segnale si è verificato una sola volta, anche se abbiamo provato a risentirlo, non ci siamo mai riusciti. Senza un segnale ripetuto è impossibile capire di che cosa si tratta, è difficile persino ottenere la sua posizione precisa, perché il segnale è stato di breve durata. Dopo una certa distanza è complicato sapere da dove provengono i diversi segnali radio, ed è lì che sono iniziate le teorie. La frequenza del segnale wow è speciale, non è affollata da molti altri segnali. È come trovare un angolo tranquillo in una stanza rumorosa. Dato che c'è poca interferenza o rumore, se invio un segnale su questa frequenza, anche molto lontano, non verrà perso o distorto. E questo è curioso perché significa che potrebbe essere un posto perfetto per inviare messaggi se vogliamo comunicare con eventuali creature extraterrestri là fuori. Potrebbe essere che stiano cercando di contattarci? Beh, è una reale possibilità scientifica. Nessuno sa con certezza che cosa abbia causato il segnale wow, ma se provenisse da qualcosa di extraterrestre, sicuramente comunicherebbero in modo diverso da noi. Il segnale non somigliava affatto a un messaggio deliberato, ed è strano che sia successo solo una volta. Se fossero stati gli omini verdi che cercavano di contattarci, non ci avrebbero provato soltanto una volta. Ma per ogni evenienza, nel 2012, per il 35° anniversario del segnale, abbiamo inviato una serie di messaggi verso certe stelle. Abbiamo utilizzato un codice speciale per essere sicuri che qualsiasi creatura extraterrestre sapesse che provenivano da esseri intelligenti come noi. Beh, più o meno intelligenti. Abbiamo usato anche molta energia per garantire che i messaggi potessero viaggiare molto molto lontano. Gli scienziati hanno elaborato svariate ipotesi sulla provenienza del segnale wow, ma nessuna di queste è ampiamente condivisa. Sappiamo con certezza che non proviene dalla Terra. I rumori terrestri possono interferire, ma questo segnale è sicuramente arrivato dallo spazio esterno. C'era anche una teoria secondo cui il segnale potrebbe essere rimbalzato su qualche detrito spaziale e tornato sulla Terra, ma in seguito si è capito che le probabilità che ciò sia accaduto erano molto basse. Una possibile idea è che il segnale possa essere stato causato da uno scintillio nello spazio, come quello delle stelle nel cielo. Anche se fosse vero, ciò non esclude la possibilità che il segnale sia stato prodotto da qualcosa di artificiale. Un'altra ipotesi è che sia venuto da qualcosa in rotazione come un faro, o forse era un segnale che cambia frequenza col tempo, o semplicemente un impulso unico. Sono passati 50 anni da quando è stato captato quello strano segnale radio, ma recentemente è emersa una nuova teoria sulla sua origine. Immagina una cometa che attraversa lo spazio lasciando una scia di gas dietro di sé. Potrebbe essere la chiave per comprendere il misterioso segnale radio che ha attirato l'attenzione degli astronomi anni fa. Un astronomo ha osservato il segnale wow e pensato che potesse essere collegato a una cometa chiamata 266P Christensen. Sì, è un nome un po' lungo. Questa cometa si trova a circa 1800 anni luce di distanza. Non era conosciuta nel 1977, quando il segnale fu rilevato per la prima volta, ma potrebbe spiegare le strane onde radio. Le comete possono emettere onde radio man mano che si avvicinano al Sole. È come se i gas intorno a loro iniziassero a vibrare di energia. Questo ronzio potrebbe essere stato il segnale wow. Per testare questa teoria abbiamo usato un radiotelescopio per ascoltare onde radio provenienti da altre comete e abbiamo scoperto che alcune emettevano onde radio alla stessa frequenza del segnale wow. Quindi abbiamo puntato i telescopi verso questa particolare cometa mentre attraversava la stessa parte del cielo dove era stato rilevato il segnale. Le onde radio della cometa potrebbero corrispondervi. Anche se la cometa non era esattamente nello stesso punto del segnale, era abbastanza vicina da farci pensare che fossimo sulla pista giusta. Potrebbe anche essere stato causato da nuvole di idrogeno provenienti da due comete. Quella che abbiamo menzionato è un'altra, chiamata P2008Y2. Ma chi sceglie questi nomi? Non tutti, però, sono convinti. Alcuni dicono che la teoria delle due comete che causano il segnale non regge, perché di solito le comete non emettono onde radio nel modo necessario a spiegare il segnale wow. Inoltre il segnale non si è più ripetuto e si è verificato solo una volta, il che sarebbe strano se fosse davvero una cometa. Queste distribuiscono i loro gas su un'ampia area, quindi il segnale sarebbe durato più a lungo. Il telescopio utilizzato per rilevare il segnale avrebbe dovuto captarlo due volte in un breve periodo di tempo, ma non è successo. E inoltre la cometa non sarebbe uscita così velocemente dal campo visivo del telescopio. Questo dimostra che dobbiamo imparare di più su come e perché le comete emettono queste onde radio, specialmente alla frequenza del segnale wow. Ci sono molti segnali misteriosi e interessanti nello spazio. La maggior parte proviene da eventi naturali come i lampi radio veloci. Questi lampi di energia sono incredibilmente potenti e si verificano in tutto il cielo, ma le loro origini sono ancora sconosciute. Durano solo una frazione di secondo. Forse il telescopio ha catturato soltanto una parte di uno di essi. C'è anche un altro segnale strano che riceviamo dal 2018. Si ripete ogni 22 minuti, ma nonostante i nostri sforzi non riusciamo a capire da dove provenga. È iniziato nel 1988, quindi stiamo indagando su questo mistero da 36 anni. Almeno sappiamo la distanza dall'oggetto misterioso che invia i segnali, ovvero 15.000 anni luce di distanza. Alcuni ipotizzano che questi segnali possano provenire da extraterrestri che cercano di comunicare con noi. Tuttavia, senza prove concrete, non possiamo affermarlo con certezza. Rimane una speculazione. Un'altra spiegazione è la teoria delle pulsar, stelle di neutroni che emettono fasci di energia simili a ciò che stiamo osservando con i segnali. Tuttavia il comportamento dei segnali non si allinea perfettamente con ciò che sappiamo delle pulsar. C'è anche la teoria delle magnetar, che suggerisce che questi segnali possano provenire da stelle di neutroni supercariche. Tuttavia nessuna di queste teorie spiega completamente il comportamento strano dei segnali. Forse c'è un nuovo fenomeno sconosciuto nell'universo. Anche se le comete sono una possibilità, ci sono ancora molte domande senza risposta sul segnale WOW. Non sappiamo che cosa l'abbia causato e potremmo non scoprirlo mai. Non sappiamo nemmeno se proveniva dallo spazio profondo o dall'interno del sistema solare. In ogni caso, anche se il segnale WOW avesse una causa naturale, non significa che la vita extraterrestre non esista. Lo studio che ne ha parlato ha anche discusso di una stella simile al Sole, che potrebbe essere un ottimo punto per cercare segni di tecnologia nello spazio. Ci sono altre 14 stelle simili al nostro Sole nello spazio, anche se non siamo sicuri della loro luminosità. Ciò apre possibilità entusiasmanti per cercare segni di civiltà avanzate oltre alla Terra. Liệu có thể toàn bộ vũ trụ không gì hơn là một nguyên tử không? Khi bạn nhìn vào mô hình của một nguyên tử là khối cơ bản tạo nên mọi vật chất, bạn có thể thấy một số kiểu mẫu tương tự trong vũ trụ lặp lại. Hệ mặt trời của chúng ta là một ví dụ tuyệt vời về điều đó. Có một ngôi sao trung tâm khổng lồ và một vài hành tinh nhỏ hơn quay quanh nó. Bạn cũng quan sát thấy sự phân bố tương tự bên ngoài thiên hà của chúng ta với các ngoại hành tinh quay quanh các ngôi sao của chúng. Và bạn cũng có thể thấy nguyên lý đó ở quy mô nhỏ hơn. Đó là cách các hạt được gọi là proton và neutron di chuyển xung quanh tâm của một nguyên tử được gọi là hạt nhân. Vậy hãy tưởng tượng bạn có một loạt nam châm dương mà bạn đang cố xếp chồng lên nhau. Chúng cứ đẩy nhau ra xa, đúng không? Đó là những gì được cho là sẽ xảy ra với các proton trong một nguyên tử. Tất cả chúng đều tích điện dương, vì vậy chúng sẽ đẩy nhau và bay đi theo mọi hướng. Nhưng các nguyên tử thực sự tồn tại, vì vậy phải có thứ gì đó giữ chúng lại với nhau. Và thứ đó được gọi là tương tác mạnh hoặc lực mạnh. Hạt nhân chiếm chưa đến 0,01% thể tích của toàn bộ nguyên tử, nhưng nó thường chiếm hơn 99,9% khối lượng của nguyên tử. Một lần nữa, tương tự như mặt trời của chúng ta. Dù sao đi nữa, tương tác mạnh này giống như một loại keo đặc biệt giữ các proton và neutron lại với nhau trong hạt nhân của một nguyên tử. Tương tự như vậy, lực hấp dẫn ngăn cản chúng ta bay khỏi mặt đất vào bóng tối của không gian. Bây giờ, chất keo này đến từ một số hạt thực sự nhỏ bên trong proton và neutron được gọi là quark. Những hạt nhỏ này có một loại điện tích kỳ lạ được gọi là màu sắc. Nó không giống như màu sắc mà chúng ta thấy xung quanh mình. Nó hoạt động như một mã giúp quark kết dính với nhau bên trong các hạt chủ của chúng. Và mã này cũng rò rỉ ra ngoài và giúp chịu proton và neutron lại với nhau trong hạt nhân. Theo một cách nào đó, quark giống như những người xây dựng nhỏ đang làm việc cùng nhau để xây dựng các nguyên tử, tạo nên mọi thứ xung quanh chúng ta. Vụ nổ Big Bang được cho là khoảnh khắc tuyệt vời với chúng ta khi thời gian và không gian hình thành. Đó là học thuyết chúng ta sử dụng để giải thích sự tiến hóa của vũ trụ. Ban đầu chỉ có một quả cầu vật chất rất nhỏ có kích thước bằng một quả đào, nhưng có nhiệt độ hơn 1.000 tỷ độ. Ôi, nóng quá! Và chữ bang trong Big Bang không có nghĩa là thật sự có một vụ nổ trong không gian. Quả cầu này bắt đầu lan rộng ra xung quanh và không gian xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nó tạo ra các nguyên tử, phân tử, ngôi sao và nhiều thiên thể lấp đầy không gian trống rỗng của vũ trụ của chúng ta. Về cơ bản, tất cả các nguyên tố tạo nên chúng ta đều được hình thành trong vòng vài phút ở giai đoạn đầu tiên của vũ trụ, giống như là 1% của 1 phần tỷ, của 1 phần nghìn tỷ, của 1 phần nghìn tỷ của 1 giây. Ồ, đợi đã, cho tôi 1 giây để xử lý điều đó. Được rồi, tiếp tục nào. Sự phát triển thật đáng kinh ngạc ở giai đoạn đó. Vũ trụ lan rộng theo cấp số nhân và có thể tăng gấp đôi kích thước ít nhất 90 lần. Giống như tôi trong những ngày nghỉ lễ. Tôi thích sô-cô-la. Sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ là một hỗn hợp nóng và đặc của các hạt quá nóng để các nguyên tử có thể tồn tại. Nhưng 380.000 năm sau, nó nguội đi đủ để các electron trộn lẫn với hạt nhân và tạo thành các nguyên tử. Đây là một quá trình mà chúng ta gọi là tái hợp, và nó là thứ làm cho vũ trụ trở nên trong suốt. Hãy nghĩ về nó như việc bật công tắc đèn. Đột nhiên, bạn có thể nhìn thấy tất cả. Nhưng vì vũ trụ trở nên trong suốt không có nghĩa là nó sáng. Đó là một thời kỳ đen tối vì chưa có ngôi sao hay thiên hà nào cả. Giống như một tấm vải lớn trống rỗng đang chờ đợi một thứ gì đó được vẽ lên nó. Phải rất lâu sau đó, khi vũ trụ tiếp tục tiến hóa, các ngôi sao và các vật thể phát sáng khác mới bắt đầu hình thành và thắp sáng bóng tối. Và nó tiếp tục tiến hóa, trong khi vẫn lấp đầy các hành tinh, tiểu hành tinh, thiên hà và những thứ khác. Được rồi, đó là câu chuyện mà chúng ta đã được kể trong vài thập kỷ qua. Và tôi phải thừa nhận là khá hay. Các nhà khoa học đã nghiên cứu nó rất nhiều. Họ quan sát bức xạ điện từ còn sót lại từ vũ trụ quá khứ. Họ đo sự hiện diện của các nguyên tố nhẹ nhất chỉ để nhận ra rằng tất cả chúng đều phù hợp với học thuyết Big Bang. Các lý thuyết mới không nói rằng vụ nổ Big Bang đã không xảy ra. Đó là một bức tranh đẹp về vũ trụ trong giai đoạn đầu của nó. Nhưng nó giống như một câu đố chưa hoàn thành với một số phần quan trọng còn thiếu. Chúng ta không thể giải thích những gì đã xảy ra trước vụ nổ lớn bằng vật lý hiện đại của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần một số kiến thức toán học mới để giải thích những phần khó hiểu như cái gọi là điểm kỳ dị. Đó là điểm mật độ vô hạn, nhớ không? Từ lúc bắt đầu vụ nổ lớn. Và đó là lúc lý thuyết dây xuất hiện, giống như một bộ công cụ siêu năng lực có thể xử lý lực hấp dẫn và tất cả các lực khác kết hợp lại. Bây giờ, một trong những ý tưởng mà lý thuyết dây đã mang lại cho chúng ta là vũ trụ epirootic. Hãy tưởng tượng một ngọn lửa lớn bùng cháy lên một ngọn lửa khác, và ngọn lửa đó lại bùng cháy lên một ngọn lửa khác, vân vân. Vâng, trong kịch bản này, vụ nổ lớn không phải là khởi đầu của mọi thứ. Nó chỉ là một phần của một quá trình lớn hơn. Đó là ý tưởng về vũ trụ tuần hoàn. Một chuyến tàu lượn siêu tốc không bao giờ kết thúc, với những tiếng nổ lớn cho sự khởi đầu và những tiếng vỡ lớn cho sự kết thúc xảy ra liên tục, có khả năng là mãi mãi. Giống như vũ trụ liên tục nhấn nút thiết lập lại và thực hiện theo một cách thực sự thú vị. Chúng ta có thể xem xét điểm kỳ dị này theo một số lý thuyết như một hạt đơn lẻ trong một hệ thống lớn hơn nhiều, giống như một nguyên tử được tạo thành từ các hạt hạ nguyên tử. Và xét đến tất cả những điều đó, ý tưởng cho rằng mọi hạt nhân của một nguyên tử có thể có một vũ trụ bên trong nó. Vì vậy, toàn bộ vũ trụ của chúng ta chỉ là một phần nhỏ của một nguyên tử trong một vũ trụ lớn hơn nhiều, được tạo thành từ các nguyên tử với nhiều vũ trụ hơn, với nhiều nguyên tử hơn, với nhiều vũ trụ hơn. Thật xoắn não! Các phiên bản đầu tiên của ý tưởng về vũ trụ tuần hoàn vẫn còn là một vấn đề lớn. Chúng không khớp với các quan sát của chúng ta về bức xạ nền vi sóng vũ trụ, là ánh sáng hóa thạch cho thấy vũ trụ trông như thế nào khi nó chỉ mới 380.000 năm tuổi. Vì vậy, vào tháng 3 năm 2020, hai nhà vật lý từ Canada đã công bố một nghiên cứu tiết lộ kiến thức toán học đằng sau vũ trụ tuần hoàn mà chúng ta đã bỏ lỡ trước đó. Nếu chúng ta tập trung vào khoảnh khắc vũ trụ co lại thành một điểm cực kỳ nhỏ và sau đó bật trở lại trạng thái vụ nổ lớn, thì sau cùng chúng ta có thể khớp với các quan sát của mình. Chỉ là chúng ta cần chờ thêm nhiều thí nghiệm mới để kiểm tra đầy đủ ý tưởng này. Kỷ nguyên thống nhất vĩ đại, đó là cách chúng ta gọi thời kỳ vũ trụ vẫn còn non trẻ. Vào thời điểm đó, vật chất và phản vật chất giống như hình ảnh phản chiếu của nhau, tồn tại với số lượng gần bằng nhau. Nhưng vì chúng là những lực đối nghịch, khi chúng tiếp xúc với nhau, chúng sẽ phá hủy lẫn nhau trong một vụ nổ mạnh, giống như pháo hoa. Điều này có nghĩa là mặc dù vật chất và phản vật chất liên tục được tạo ra và phá hủy, bằng cách nào đó luôn có nhiều vật chất hơn phản vật chất một chút. Điều này là tốt, vì nếu không chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa. Theo thời gian, các hạt bắt đầu dính lại với nhau và tạo thành những thứ phức tạp hơn như nguyên tử và phân tử. Và cuối cùng, các ngôi sao hình thành và tạo ra các nguyên tố, thậm chí còn nặng hơn. Nhưng một ngày nào đó, Rất lâu nữa, tất cả những ngôi sao đó sẽ cháy hết. Khi ngôi sao cuối cùng từ từ nguội đi và biến mất, vũ trụ sẽ biến thành một khoảng không tối tăm, không có sự sống, ánh sáng hoặc bất cứ thứ gì chúng ta biết hoặc cho là có. Đến một lúc nào đó, các lỗ đen hấu đói sẽ ăn hết mọi vật chất trong không gian. Cuối cùng, ngay cả những lỗ đen đó cũng sẽ bốc hơi thành một lượng ánh sáng nhỏ nhất. Vũ trụ của chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng, ánh sáng sẽ lan tỏa ra và không thể tương tác với bất cứ thứ gì. Vì vậy, mọi hoạt động trong vũ trụ sẽ dừng lại. Không gian sẽ trở thành một khoảng không rộng lớn, trống rỗng, không có ngôi sao, hành tinh hay bất cứ thứ gì khác và sẽ kết thúc ở đó, hoặc chỉ là bắt đầu lại. Và có lẽ đó là nơi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rất có thể chúng ta sẽ tìm thấy sự sống ngoài trái đất vào năm 2035 và không cần phải du hành đến một thiên hà xa xôi nào đó. Ngân hà của chúng ta có đầy những môi trường hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, đừng quá phấn khích, chúng ta đang nói về vi khuẩn hoặc các dấu hiệu hóa học, chứ không phải người ngoài hành tinh màu xanh giống như trong phim Hollywood. Mặc dù vậy, khi chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết của sự sống, điều đó sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận vị trí của mình trong vũ trụ. Kính viễn vọng không gian Kepler của NASA đã phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Hầu như mọi ngôi sao đều có hành tinh và nhiều hành tinh trong số này có thể có sự sống. Các hành tinh đá như trái đất và sao hỏa thậm chí còn phổ biến hơn trong thiên hà của chúng ta so với các hành tinh khí khổng lồ như sao Thổ và sông Mộc. Ngoài ra, chúng ta đã biết rằng thiên hà của chúng ta rất giàu nước. Có nước trong các đám mây giữa các vì sao, nơi các ngôi sao và hành tinh hình thành, trong các đĩa mảnh vỡ xung quanh các ngôi sao khác, trong các sao chổi, ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, điều thực sự khó khăn là tìm ra sự sống. Lý tưởng nhất là để cuối cùng tìm thấy nó, chúng ta cần phải hạ cánh trên mọi hành tinh ngoài kia và kiểm tra từng tảng đá. Nhưng nhờ nghiên cứu mới nhất, ít nhất chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống các thế giới có khả năng sinh sống. Kính viễn vọng không gian James Webb, một kính viễn vọng siêu mạnh được phóng vào không gian vào năm 2021, đang nghiên cứu vấn đề này. Nó kiểm tra bầu khí quyển của các siêu trái đất gần đó, các hành tinh đá lớn hơn trái đất một chút. Nó tìm kiếm các khí liên quan đến sự sống, các hóa chất chỉ có thể được tạo ra bởi các sinh vật sống, và họ đã tìm thấy một số manh mối. Ví dụ, họ phát hiện ra dấu hiệu của một hóa chất như vậy trên một hành tinh có tên là K2-18b. Hành tinh này cách chúng ta 120 năm ánh sáng, khá gần trên thang đo không gian. Hành tinh này nằm trong vùng Goldilocks, nghĩa là vùng xung quanh ngôi sao có nhiệt độ vừa đủ để nước lỏng tồn tại. Nó quay quanh một ngôi sao lùn đỏ, loại sao nhỏ nhất hiện có. Những ngôi sao như vậy mờ hơn một chút so với mặt trời của chúng ta. Sẽ mất khoảng một năm để kiểm tra xem những dấu hiệu về sự sống này có thực sự tồn tại hay không. Nếu có, điều đó có nghĩa là sự sống phổ biến hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ. Nhưng ngay cả khi không phải vậy, vẫn còn 10 hành tinh Goldilocks nữa trong danh sách để nghiên cứu. Kính viễn vọng không gian James Webb là một công cụ rất tuyệt vời, nhưng nó có giới hạn, nó không thể phát hiện ra các hành tinh nhỏ giống trái đất do kích thước của chúng. Để khắc phục điều này, NASA có kế hoạch phóng một công cụ khác, kính viễn vọng khảo sát hồng ngoại trường rộng. Công cụ này thậm chí còn tốt hơn trong việc phát hiện ra các hành tinh như vậy và các hóa chất liên quan đến sự sống. Và chúng ta cũng có dự án SETI. SETI là viết tắt của Search for Extraterrestrial Intelligence. Dự án này đã săn lùng các sinh vật ngoài trái đất từ những năm 80. Họ cũng tin rằng chúng ta sẽ tìm thấy dấu hiệu của sự sống trong vòng 10 năm sau. Cách đây không lâu, họ đã bắt đầu một dự án cực kỳ lớn và thú vị. Dự án này có tên là Cosmic và sử dụng một loạt kính viễn vọng vô tuyến ở New Mexico. Bạn có thể đã thấy chúng trong bộ phim Contact. Cosmic cho phép các nhà khoa học lắng nghe hàng trăm nghìn và có khả năng là hàng triệu hệ thống sao cùng một lúc. Các kính thiên văn khảo sát bầu trời và kiểm tra dữ liệu theo thời gian thực. Nếu có bất kỳ tín hiệu thú vị nào, các nhà khoa học có thể kiểm tra chúng ngay lập tức, thay vì phải chờ đợi hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Bản thân các tín hiệu thường rất đột ngột và ngắn, nhưng Cosmic có thể phát hiện ra ngay cả những tín hiệu ngắn nhất kéo dài trong vài nano giây. Cosmic cũng có thể hỗ trợ các nghiên cứu khác như nghiên cứu các vụ nổ vô tuyến nhanh bí ẩn và chưa được giải thích hoặc thậm chí là vật chất tối. Đây là công cụ lớn nhất và mạnh mẽ nhất để tìm kiếm sự sống ngoài trái đất mà chúng ta từng tạo ra. Nhưng chỉ lắng nghe thôi là chưa đủ, tại sao chúng ta lại không tự mình ra ngoài đó? NASA đã gửi một số tín hiệu vào không gian sâu thẳm. Vào năm 2002, mạng lưới không gian sâu thẳm DSN của họ đã gửi một tín hiệu đến vệ tinh Pioneer 10. Nhưng có một chướng ngại vật trên đường đi, một ngôi sao lùn trắng cách trái đất 27 năm ánh sáng. Nếu có một hành tinh xung quanh ngôi sao này, có lẽ tín hiệu cũng đã đến được với nó. Nếu có bất kỳ sự sống thông minh nào ở đó, chúng ta có thể nhận được phản hồi vào năm 2029. DSN liên tục gửi các tín hiệu mạnh mẽ vào không gian. Những tín hiệu này sẽ chạm với 222 ngôi sao trong vòng 3 thế kỷ tới. Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận được phản hồi từ một nơi nào đó rất xa. Nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa nhận được phản hồi? Có khoảng 200 tỷ thiên hà trong vũ trụ, mỗi thiên hà có khoảng 100 tỷ ngôi sao. Nếu chỉ 1% trong số những ngôi sao đó có một hành tinh thì vẫn còn có thể có 200.000 tỷ hành tinh. Và chúng ta có thể thu hẹp hơn nữa. Nếu cơ hội chúng có sự sống là một trong 1.000 tỷ thì chúng ta vẫn còn vài trăm nghìn hành tinh. Vậy mọi người ở đâu? Đây là một câu hỏi nổi tiếng được gọi là nghịch lý Fermi. Khả năng đầu tiên không đáng sợ đến thế. Có thể vũ trụ tràn đầy sự sống, nhưng sự sống này không thông minh theo nghĩa truyền thống của chúng ta. Một số hành tinh có thể có vi khuẩn, chim hoặc khủng long không gian. Đây được gọi là lý thuyết Gray Filter. Nó cho rằng có một số bộ lọc nhất định mà sự sống phải vượt qua để trở nên thông minh, và có thể các loài khác vẫn chưa vượt qua được chúng. Hãy nghĩ về điều này. Sự sống trên trái đất bắt đầu từ đại dương, sau đó bò lên đất liền, đa dạng hóa thành nhiều dạng, tuyệt chủng trong các sự kiện lớn 5 lần, tiến hóa trở lại và cuối cùng dẫn đến con người. Chúng ta xây dựng xã hội, phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chỉ sau đó mới bắt đầu tìm kiếm sự sống khác. Có một ý tưởng khác được gọi là giả thuyết của chai Gai Anh, về cơ bản cho rằng điều tương tự. Trong khi sự sống cơ bản có thể không quá khó để bắt đầu, thì sự sống đó lại vô cùng khó tồn tại và phát triển trong thời gian dài. Sao Kim có thể cũng có đại dương và điều kiện giống trái đất, nhưng có điều gì đó đã sai ở đây. Các đại dương của nó sôi lên vì hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát. Bây giờ nó vô trùng. Sao Hỏa cũng từng có nước lỏng trên bề mặt của nó, và cả mặt trăng và sao Thủy đều có bầu khí quyển dày trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, trái đất đã có nước lỏng trên bề mặt trong hầu hết thời gian tồn tại của nó. Thật cực kỳ hiếm và đáng chú ý khi một hành tinh có thể giữ nhiệt độ từ 0 đến 100 độ C trong hàng triệu năm. Vậy có lẽ là một sai lầm khi tìm kiếm sự sống thông minh, đặc biệt là sự sống sử dụng cùng công nghệ với chúng ta. Sau cùng, nó tiến hóa trong những điều kiện hoàn toàn khác. Đó cũng là nơi mà cái gọi là phương trình Drake xuất hiện. Đó là một công thức cho chúng ta cơ hội tính toán tiềm năng của sự sống trở nên thông minh trên một hành tinh. Để tính toán kết quả, chúng ta cần biết một số biến số. Có bao nhiêu ngôi sao, bao nhiêu trong số chúng có hành tinh, khả năng các hành tinh này có sự sống, và vân vân. Thật không may, chúng ta vẫn chưa biết những con số này và kết quả có thể không đáng kể. Nhưng hãy giả sử rằng có ít nhất một loài thông minh khác. Tại sao chúng ta vẫn chưa gặp nhau? Có thể có nhiều lý do. Có thể họ không nghĩ chúng ta đủ thú vị, hoặc có thể vấn đề nằm ở chúng ta. Có thể chúng ta cứ bỏ lỡ tín hiệu của họ, hoặc có thể chúng ta đã bỏ lỡ toàn bộ các chủng loại. Vũ trụ vô cùng rộng lớn và cổ xưa, nó đã hơn 14 tỷ năm tuổi. Nếu chúng ta nén toàn bộ lịch sử tiến hóa của trái đất thành một ngày 24 giờ, sự sống bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Khủng long tuyệt chủng lúc 11 giờ 40 phút tối. Các sinh vật giống người xuất hiện 2 phút trước nửa đêm. Trong phép so sánh này, con người chỉ tồn tại trong khoảng 77 giây. Và công nghệ của chúng ta có khả năng phát hiện sự sống ngoài trái đất thậm chí còn ngắn hơn, chưa đầy 1 giây. Với khoảng cách và thời gian quá lớn như vậy, khả năng chúng ta tồn tại cùng thời với các nền văn minh khác là rất mong manh. Nếu nền văn minh của họ chỉ tồn tại trong vài thiên niên kỷ, chúng ta có thể dễ dàng bỏ lỡ họ hoàn toàn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ cuộc tìm kiếm. các nhà khoa học lo ngại rằng tín hiệu vô tuyến của trái đất đã mờ dần theo thời gian. Nhưng một nghiên cứu gần đây cho thấy thực tế ngược lại. Số lượng vệ tinh của chúng ta vẫn tiếp tục tăng và điều này khiến hành tinh của chúng ta dễ phát hiện hơn. Vào cuối thập kỷ này, chúng ta có thể có 100.000 vệ tinh, khiến trái đất cực kỳ sáng trong quang phổ vô tuyến. Nếu có một nền văn minh tiên tiến ngoài kia, họ sẽ dễ dàng phát hiện ra chúng ta ngay cả từ khoảng cách rất xa. Các nhà thiên văn học rất lạc quan về điều đó. Có khả năng cao là họ sẽ tìm thấy các sinh vật ngoài hành tinh trong khi bạn và tôi vẫn còn tồn tại. Bùm! Một vụ nổ sóng siêu âm, nhiệt, bụi và khí thải đến từ giữa các hành tinh. Bầu khí quyển của trái đất vừa bị xâm lược bởi một tảng đá vũ trụ có kích thước bằng dãy Everest. Một vài giây sau, tảng đá nặng hàng nghìn tỷ tấn này va chạm với trái đất. Nó có thể bay từ New York tới Anchorage nhanh hơn tốc độ bạn ráng trứng đấy. Tên của con quái vật này là gì ư? Đó là vụ va chạm Chicxulub. Cái tên này nghe hoành tráng nhỉ? 60 triệu năm trước, nó đã đâm vào trái đất. Ngày ấy, khủng long là loài thống trị hành tinh xanh, nhưng điều đó không kéo dài được lâu. Vụ va chạm hoành tráng này diễn ra tại nơi ngày nay là Mexico, ở bán đảo Yucatan, ngay cạnh Cancun. Các loài khủng long đã từng nghỉ dưỡng ở đây đấy. Chà, thực ra thì không phải vậy. Khối đá không gian đồ sộ nọ đã đâm vào đại dương. Tuy nhiên, lượng nước khổng lồ ấy cũng chẳng ngăn nổi điều không thể tránh được. Vụ va chạm đã giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ. Nỗi kinh hoàng ở quy mô toàn hành tinh đã bắt đầu. Hãy tưởng tượng về một nơi mặt trời mini có thể thắp sáng bề mặt trái đất. Cùng với đó là những trận sóng thần có độ cao bằng tượng nữ thần tự do xuất hiện từ trung tâm của cuộc va đụng trên mặt nước nào. Không ổn rồi. Vụ nổ quét qua toàn bộ bề mặt trái đất. Nó nóng như một cái lò nung và thiêu rụi mọi thứ ngán đường. Sự va chạm này đã kích hoạt một cơn động đất khổng lồ, cũng như một vụ núi lửa phun trào nghiêm trọng. Cả tá những núi lửa đồng loạt phun ra dung nham và tro nóng vào bầu trời của thời kỳ tiền sử. Hàng tấn bụi và muội than đã đầu độc bầu không khí. Điều này tạo nên một đám mây tro bụi khổng lồ trên bầu khí quyển đã che mất các tia đến từ mặt trời hàng năm liền. Mùa đông dài đằng đẵng bắt đầu. Tuy trời không đổ tiết, thay vào đó là những cơn mưa axit sulfuric. Vâng, có thể vụ va chạm Chicxulub chính là sự kiện quan trọng nhất từng xảy ra trong lịch sử hành tinh xanh, quan trọng hơn cả YouTube nữa đấy. Trở lại thời những trận núi lửa phun trào diễn ra dày đặc nào. Trên bầu khí quyển chứa rất nhiều oxy dễ cháy, còn nhiệt độ bất biến thì thay đổi. Đây chính là thời điểm hoàn hảo và tồi tệ nhất để mọi thứ liên quan đến sự kiện này đi vào lịch sử. Vậy tại sao chúng ta lại chắc chắn về điều ấy đến vậy? Tiểu hành tinh nọ đã để lại một miệng núi lửa cực kỳ lớn trên bề mặt hành tinh của chúng ta. Ngày nay, vết sẹo này ẩn bên dưới vịnh Mexico. Các nhà khoa học Pháp tìm thấy rất nhiều nơi trên trái đất có nồng độ iridi cao đến bất thường. Thứ kim loại này cực hiếm trên trái đất, nhưng nó có mặt trên rất nhiều những tiểu hành tinh mà các nhà khoa học đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Các nhà khoa học này đã nghiên cứu những tảng đá có tuổi đời lên đến 66 triệu năm. Trên các lớp của đá, họ phát hiện ra bụi, chính là loại bụi đến từ các tiểu hành tinh. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu một tiểu hành tinh khổng lồ đâm vào trái đất. Thảm họa này không chỉ dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long mà tiểu hành tinh nọ cũng đi đời. Tiểu hành tinh này nóng đến nỗi tại thời điểm va chạm, một phần của nó đã biến mất. Rất nhiều hơi nước carbon dioxide đã bắn thẳng lên bầu khí quyển. Nhưng rắc rối lớn nhất chính là lưu huỳnh. Nó hoạt động mạnh mẽ hơn do vụ va chạm của tiểu hành tinh và rồi bay lên không trung. Những hạt lưu huỳnh nhỏ bé đã chặn các tia đến từ mặt trời. Khi không có mặt trời, hàng loạt các loài cây biến mất và cuối cùng khí hậu trở nên lạnh đi. Mức nhiệt khủng khiếp khiến đá cục thành thủy tinh. Các nhà khoa học gọi những vật chất này là tectite hay đá kết tinh màu sẫm. Năng lượng đến từ vụ va chạm nén tectite thẳng lên trời. Sau khi bay một quãng ngắn, tectite rơi trở lại mặt đất. Cảnh tượng ấy không đẹp đẽ gì. Mưa cũng rơi, nhưng không phải mưa nước. Thay vào đó, bạn sẽ thấy những quả cầu lửa nóng bằng thủy tinh. Chúng bắn phá bề mặt của hành tinh nhiều ngày liền. Tectite khiến mọi thứ bốc cháy. Các nhà khoa học đã tìm thấy chứng cứ của hoạt động này trên khắp thế giới, chứ không chỉ gần nơi vụ va chạm xảy ra. Nhưng còn rất nhiều hiện tượng ở thời đó vẫn mãi là bí ẩn. Một vài nhà khoa học nghĩ rằng Chicxulub thậm chí không phải là một tiểu hành tinh, mà đó có thể là một ngôi sao chổi. Tiểu hành tinh có cấu tạo phần lớn từ đá và kim loại. Thông thường, thiên thể này có hình dáng giống khoai tây. sao chổi có chứa đá, kim loại và băng. Nó trông như những bông tuyết bẩn đến từ vũ trụ có chứa ammoniac, metan và carbon dioxide. Thỉnh thoảng, sao chổi lại có nguồn gốc từ đám Oort. Đó là một đám mây khổng lồ có cấu tạo từ nước đá và các mảnh vụn xung quanh thái dương hệ của chúng ta. Đôi khi sao chổi lại trốn khỏi nơi đây và hướng thẳng về phía mặt trời. Theo lời các nhà khoa học, ngôi sao chổi đặc biệt này bay ngang qua sao Mộc. Trọng lực của hành tinh khổng lồ này khiến sao di chuyển nhanh hơn. Nó bay thẳng về mặt trời và càng ngày càng tăng tốc. Lớp vỏ băng bên ngoài của sao chổi bắt đầu bốc hơi và hẳn là nó tạo ra rất nhiều bụi và khí. Điều này đã khiến sao chổi trông như có một cái đuôi. Cuối cùng, trọng lực của mặt trời sẽ khiến sao chổi vỡ vụn. Một trong số các mảnh vỡ đã bay qua không gian và đâm phải trái đất vào 66 triệu năm trước. Vậy thì liệu thủ phạm là tiểu hành tinh hay sao chổi đây? Sự thật đó là chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Điều mà chúng ta biết đó là trái đất đã vô cùng xui xẻo khi nằm trên đường đi của thiên thể này và mọi chuyện không thể trở lại như trước được nữa. Thảm họa đã khiến 75% sự sống trên trái đất ngừng phát triển. Một vài động vật dưới nước có kích thước lớn như cá sấu, rùa và cá đã sống sót sau cuộc va chạm. Trong số tất cả các loài động vật trên cạn, những loài sống sót có kích cỡ trung bình nhỏ hơn loài gấu trúc Mỹ hiện đại và bao gồm hàng loạt những loài khủng long đặc biệt hay chính là tổ tiên cổ đại của chim chóc. Các nhà nghiên cứu tin rằng chúng sống sót vì hai nguyên nhân. Sau vụ va chạm cực lớn này, thực vật cần một khoảng thời gian rất dài để sinh trưởng trở lại và rất nhiều loài động vật không thể sống sót. Phần lớn những con thú còn sống đều không có đủ thức ăn. Nhưng những con khủng long này lại sở hữu một cái mỏ. Với bộ phận ấy, chúng có thể tách quả hạch và đào hạt khỏi đất, thế nên chúng đã sống. Lý do thứ hai đó là những anh chàng may mắn này có bộ não lớn. Một vài người cho rằng chúng có thể hợp tác với nhau và nhanh chóng thích nghi với những điều kiện mới. Những dạng sống khác cũng tiếp tục tồn tại. Nấm và mốc sống sót dưới đất và dưới nước. Dần dần, bóng tối cũng tan biến và dương sĩ bắt đầu mọc rậm rạp trên khắp những khu vực không có sự sống. Sau vài nghìn năm, rừng bắt đầu xuất hiện trở lại. Những loài động vật sống sót phần lớn đều là các sinh vật khó tìm thấy và nhỏ bé. Chúng sống trong hang và được an toàn khỏi những làn tro nóng bỏng. Trước vụ va chạm, thú có vú sống dưới bóng của khủng long, nhưng khi tất cả các loài khủng long đột nhiên biến mất, mọi thứ chuẩn bị thay đổi. Thú có vú có mặt khắp nơi, chúng bắt đầu thống trị sự sống, nhất là trên cạn. Quay trở lại thời điểm mọi thứ thay đổi nào. Hóa ra kích thước của tiểu hành tinh đó không phải điều khiến nó mạnh mẽ tới vậy. Yếu tố ảnh hưởng lớn đến điều này chính là góc của cú đâm với trái đất. Nếu góc của sự va chạm này khác đi thì có thể khủng long đã sống sót sau thảm họa này. Vậy thế giới đó sẽ như thế nào? Hãy du hành trở về thời đó. Ôi không, có một tiểu hành tinh khổng lồ đang hướng thẳng về phía trái đất. À, ồ, đợi đã, đừng lo nhé, nó không đâm trúng rồi. Phù, có rất nhiều vụ động đất, sóng thần và núi lửa phun trào mỗi ngày, nhưng khủng long không quá quan tâm. Có sao đâu, tôi tới vài triệu năm sau nhé. Phần lớn những con thằn lằn cổ đại này hiện đều đã thay đổi và không thể nhận ra được nữa. Nhờ vài kỷ băng hà, bây giờ rất nhiều những con khủng long đã được phủ đầy lông để bảo vệ bản thân khỏi giá lạnh. Thú có vú tồn tại nhưng với số lượng rất ít. Bạn nhìn thấy nhiều con dơi trong hang động, cả đống những loài gặm nhấm cỡ chuột có mặt trong rừng. Vào ban ngày, chúng trốn dưới cây bụi thấp hoặc trong hang. Khi đêm xuống, những loài này đi ra ngoài để tìm thức ăn. Ở đây không có ngựa, voi hay những loài thú có vú lớn. Tại sao lại to lên và trở nên ăn được khi có cả đống những con bò sát nguy hiểm có vuốt khổng lồ lởn vởn xung quanh cơ chứ? Biển không còn cá voi nữa, vẹt, chim ưng và bồ câu cũng mất tích. Nhưng những con thằn lằn ngón cánh 2.0 lại liên tục bay qua bạn. Một vài con có kích cỡ tương đương trực thăng, một số lại nhỏ hơn thiên nga. Có rất nhiều loài linh trưởng nhưng chúng không vội trèo từ trên cây xuống đất và đi bằng hai chân đâu. Không còn những chuyến thám hiểm ngoài thảo nguyên thì chẳng có con linh trưởng nào tiến hóa thành Homo sapiens cả. Ở thực tại thay thế này, những không gian mở cực kỳ nguy hiểm. Nhưng rừng già và cây cối cũng thế, chẳng có nơi nào là an toàn cả. Để bắt được những con linh trưởng ngon lành, khủng long nhỏ đã học được cách trèo cây. Điều này xảy ra vào kỷ phấn trắng, ngay trước khi tiểu hành tinh khổng lồ nọ không đâm trúng trái đất. Đó có thể là một vụ va chạm cực kỳ hoành tráng đấy. khủng long đã khôn ngoan hơn kể từ sự kiện xích đâm này. Một vài con thậm chí đã thông minh ngang bằng loài gà hiện đại. Bộ não lớn sử dụng rất nhiều năng lượng và đó không phải lúc nào cũng là một chiến thuật hay để sống sót. Sẽ an toàn hơn nếu giữ cho bộ não nhỏ và khiến những cây răng to và nhọn ra. Lên tàu đi nào! Tôi đã chuẩn bị một chuyến tham quan các hành tinh bạn bè của trái đất. Hãy bắt đầu với sao Thủy, hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời. Vào ban ngày, nhiệt độ trên bề mặt của hành tinh này có thể đạt mức 430 độ C. Và ban đêm, nhiệt độ có thể giảm xuống còn âm 180 độ C. Nhiệt độ khắc nghiệt như vậy vì sao Thủy không có bầu khí quyển. Thay vào đó, sao Thủy có một ngoại quyển mỏng. Đó là một trong những lý do sự sống không thể tồn tại ở nơi đây. Nhiệt độ và bức xạ mặt trời quá khủng khiếp khiến không một sinh vật nào có thể sống sót. Giờ hãy tưởng tượng rằng sự sống có thể tồn tại trên sao Thủy. Vậy sự sống ở đó sẽ ra sao? Bề mặt của sao Thủy tương tự như của mặt trăng. Qua thời gian, các vẫn thạch để lại nhiều dấu vết trên đó. Khác với mặt trăng, bề mặt của sao Thủy có màu nâu xám. Giờ thì hãy ngước lên. Mặt trời trên sao Thủy lớn gấp 3 lần so với trên trái đất. Và ánh nắng sẽ sáng hơn gần 7 lần. Không biết mọi người sẽ đeo loại kính râm nào nếu ta sống trên đó nhỉ? Liệu sự sống có thể xuất hiện trên hành tinh này trong tương lai? Đừng hy vọng quá, điều này rất khó xảy ra. Tiếp theo, ta sẽ hạ cánh ở sao Kim nhé. Có lẽ bạn nghĩ rằng hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời là sao Thủy vì nó gần mặt trời nhất. Nhưng trên thực tế, danh hiệu này thuộc về sao Kim. Yếu tố nào khiến cho sao Kim nóng bỏng như vậy? Lý do lớn nhất nằm ở bầu không khí. Gần như 100% bầu khí quyển là carbon dioxide. Bầu khí quyển dày đến mức khiến cho hành tinh nóng lên không ngừng. Về cơ bản, các khí trong bầu khí quyển ngăn không cho bức xạ nhiệt thoát ra khỏi sao Kim. Vì vậy, hành tinh chỉ đơn giản là không thể nguội đi. Nước trên bề mặt liên tục bốc hơi. Nếu bề mặt của sao Kim là thức ăn, thì bầu khí quyển sẽ là lò vi sóng. Chính vì vậy, nhiệt độ ở thế giới này có thể đạt mức 465 độ C. Cuộc sống trên sao Kim sẽ như thế nào nhỉ? Trên trái đất, các mùa thay đổi do độ nghiêng của hành tinh, nhưng sao Kim không trải qua bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong suốt cả năm. Thời tiết khá ổn định vào ban đêm và ban ngày, còn quang cảnh bầu trời thì sao nhỉ? Các đám mây trên sao Kim có màu vàng hoặc trắng sáng. Chúng chủ yếu được tạo thành từ axit sulfuric độc hại. Nhưng vậy thì tại sao sao Kim có màu đỏ cam khi bạn quan sát nó từ trái đất? Màu sắc thực sự của các hành tinh cũng khá phức tạp để giải thích đấy. Màu sắc của một thiên thể có thể khác khi bạn nhìn nó từ một hành tinh khác. Nếu chúng ta du hành đến tận sao Kim, ta sẽ được một bề mặt màu nâu đỏ chào đón. Các phân tử carbon dioxide và axit sulfuric chặn không cho ánh sáng mặt trời chiếu tới bề mặt của hành tinh này. Vì thế, hành tinh mới có sắc cam đỏ ấy. Ồ, và bạn có biết rằng sao Kim thường được gọi là chị em song sinh của trái đất không? Hai hành tinh tương đương nhau về kích cỡ. Cả hai đều có bề mặt tương đối trẻ và bầu khí quyển dày có mây. Thêm vào đó, quỹ đạo của sao Kim cũng gần với trái đất nhất. Điều đó có thể đặt ra câu hỏi về tiềm năng sự sống trên sao Kim. Tôi xin lỗi vì phải báo tin này nhưng không. Sao Kim là nơi không sống được. Điểm đến tiếp theo là sao Hỏa. Không giống như sao Kim, sao Hỏa có các mùa do hành tinh này nghiêng trên trục của nó. Nó cũng có hiệu ứng theo mùa thứ cấp do quỹ đạo hình elip gây ra. Nam bán cầu có mùa đông lạnh hơn và mùa hè nóng hơn so với Bắc bán cầu. Nhiệt độ trung bình trên sao Hỏa là âm 60 độ C. Nhưng nhiệt độ cũng có thể dao động từ các cực đến xích đạo và thay đổi đáng kể chỉ trong vòng một tuần. Tuy nhiên, cũng không tệ lắm so với hai hành tinh trước phải không? Sao Hỏa có phải là nơi sống được không? Điều đầu tiên mà sinh vật sống nên lo lắng là bức xạ vũ trụ. Trái đất có từ trường và bầu khí quyển dày để bảo vệ bề mặt trước bức xạ, nhưng sao Hỏa thì không. Lực hấp dẫn của sao Hỏa chỉ bằng 1/3 của trái đất. Do đó, lực hấp dẫn yếu hơn và bầu khí quyển mỏng hơn gây khó khăn đối với sự tồn tại của sinh vật trên hành tinh đỏ. Vào năm 2013, NASA đã báo cáo một hồ nước ngọt cổ đại có thể từng là môi trường thích hợp cho sự sống của vi sinh vật. Hiện có bằng chứng cho thấy nước lỏng từng chảy trên sao Hỏa. Dự kiến này cho thấy sao Hỏa có thể có môi trường cần thiết hỗ trợ sự sống. Nhưng điều gì đã xảy ra với nước trên sao Hỏa? Lời giải thích phổ biến nhất là bầu khí quyển của hành tinh trở nên quá mỏng và lạnh nên đã không thể giữ nước lỏng trên bề mặt. Sự biến mất của nước cũng có thể liên quan đến việc mất đi từ trường lúc đầu, hoặc lý do là kích thước của hành tinh đỏ. Sao Hỏa có lẽ quá nhỏ để giữ nước. Vì vậy, hiện tại Sao Hỏa là môi trường không sống được. Nhưng bạn biết đấy, các nhà khoa học vẫn không ngừng phóng tàu vũ trụ đến Sao Hỏa. Biết đâu, họ sẽ tìm thấy thông tin mới. Chúng ta hãy chờ xem. Tiếp theo, Sao Mộc. Bạn đã bao giờ tự hỏi cuộc sống trên hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời sẽ như thế nào chưa? Môi trường của Sao Mộc có rất ít khả năng hỗ trợ sự sống. Nhiệt độ và thành phần của hành tinh này quá khắc nghiệt để bất kỳ sinh vật nào xuất hiện. Sao Mộc có các lớp khí, chủ yếu là hydro và heli. Những khí này bao phủ toàn bộ hành tinh. Theo đúng nghĩa đen, hành tinh này không có bề mặt rắn. Khí di chuyển đến tận lõi. Bên dưới bề mặt, khí chuyển thành dạng lỏng và biến thành plasma vì áp suất khí quyển ở đó mạnh hơn bất kỳ nơi nào trên trái đất. Để giúp bạn dễ hình dung hơn, một sinh vật trên Sao Mộc phải chịu áp suất khí quyển gấp 1000 lần so với trên trái đất. Liệu sinh vật có thể tồn tại trong những điều kiện như vậy không? Không có khả năng. Sao Mộc hoàn toàn không hỗ trợ sự sống. Nhưng này, bạn đã bao giờ nghe nói rằng mặt trăng Europa của nó có thể là một vùng sống được chưa? Đổi cảnh, Sao Thổ. Đây là hành tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời của chúng ta. Giống như Sao Mộc, Sao Thổ là một hành tinh khí khổng lồ chủ yếu bao gồm hydro và heli. Còn nhiệt độ trên Sao Thổ thì sao? Ở mức đóng băng. Thêm vào đó, nơi đây còn có những cơn gió cực mạnh. Gió trong bầu khí quyển tầng trên của Sao Thổ đạt tốc độ 490m trên giây. Hãy so sánh chúng với các cơn bão trên trái đất để hiểu rõ hơn nhé. Cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên trái đất mới chỉ di chuyển ở tốc độ 107m trên giây. Vậy đáp án cho câu hỏi, có sự sống trên Sao Thổ không? Đã khá rõ ràng, sự sống, như cách ta hiểu, không tồn tại ở đó. Điểm dừng tiếp theo là Sao Thiên Vương, một trong những hành tinh băng giá lớn nhất. Bầu khí quyển của Sao Thiên Vương chủ yếu là băng. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất gây ra màu xanh dương của hành tinh, mà còn ra metan trong bầu khí quyển. Nó hấp thụ ánh sáng đỏ và phản chiếu ánh sáng xanh. Tương tự đối với Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương là hành tinh lạnh nhất trong hệ mặt trời. Nhiệt độ ở đó có thể giảm xuống tới âm 224 độ C. Sự sống trên trái đất cần lấy năng lượng từ ánh nắng. Nhưng không có gì trên Sao Thiên Vương có thể tạo ra năng lượng để các dạng sống sinh sôi. Nói tóm lại, Sao Thiên Vương không có môi trường để duy trì sự sống. Hãy đi tới Sao Hải Vương, hành tinh băng giá khổng lồ thứ hai. Có gì trên hành tinh Sao Mặt Trời nhất này? Rõ ràng là nơi đây cực kỳ lạnh. Tại đây không có nguồn năng lượng hay nguồn nước lỏng nào để vi sinh sử dụng. Hiện tại, các nhà khoa học tin rằng ta rất khó tìm thấy sự sống trên Sao Hải Vương do những điều kiện khắc nghiệt kể trên. Vậy điều gì khiến hành tinh của chúng ta là nơi sống được? Và tôi không chỉ nói về sự sống của con người, mà còn của bất kỳ sinh vật sống nào, thậm chí vi sinh vật. Để tồn tại, sự sống đòi hỏi những điều kiện rất đặc biệt. Mọi sinh vật sống đều cần nguồn thức ăn, nước uống và nhiệt độ thích hợp để sinh sôi nảy nở. Bầu khí quyển là yếu tố mang tính sống còn. Chẳng hạn như, con người cần oxy để hít thở cũng như chỉ có thể sống sót trong điều kiện không quá nóng hay quá lạnh. Một hành tinh chạy đua trong không gian, quỹ đạo của nó không ổn định, giống như một quả bóng bia lướt trên bàn, tìm kiếm mục tiêu để va vào. Chỉ có điều, quả bóng này lớn bằng Sao Hỏa và nó di chuyển với tốc độ 15.000 km/h. Bùm! Nó đâm vào một hành tinh khác. Vật thể có kích thước Sao Hỏa này tên là Thia và thứ nó đập vào là trái đất. Vụ va chạm giải phóng mức năng lượng gấp 100 triệu lần năng lượng mà tiểu hành tinh đâm vào trái đất và quét sạch loài khủng long. Vụ va chạm hành tinh đã ném hàng tấn vật chất rắn từ cả hai vật thể ra ngoài không gian, nhưng chỉ có một thiên thể sống sót thôi. Thia đã bị xóa sổ và rồi bị trái đất sơ khai nuốt chửng. Tuy nhiên, các mảnh vỡ đó không bay vô tận vào khoảng không vũ trụ. Không, một điều cốt yếu đã xảy ra. Toàn bộ khối rắn đó tập hợp lại thành một đám mây. Lực hấp dẫn ép đám mây lại ngày càng chặt hơn và cuối cùng mặt trăng của chúng ta ra đời. Tương tự với lý thuyết, vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, hệ mặt trời vừa mới hình thành và cuộc gặp gỡ với tỷ lệ cực lớn này có lẽ sẽ không xảy ra nếu Sao Mộc mới hình thành không ném Thea ra khỏi quỹ đạo của nó và lao thẳng vào trái đất. Hành tinh non trẻ của chúng ta đã chịu được đòn đánh trời giáng ấy. Thời gian trôi qua, trái đất tiến hóa, bề mặt của nó sẽ thay đổi tới không thể nhận ra trong 4,5 tỷ năm tới. Trí óc con người khó có thể hiểu được khoảng thời gian lớn lao này, do đó chúng tôi sẽ cố gắng dồn tất cả vào một ngày. Nếu nửa đêm là thời điểm trái đất hình thành, từ khí và bụi còn sót lại sau sự hình thành của mặt trời, thì 4 giờ tiếp theo cho thấy một hành tinh không có sự sống. Nóng đỏ bao phủ trong dung nham, liên tục bị các tiểu hành tinh bắn phá, và đến giờ, như bạn đã biết, trái đất trông khác hoàn toàn. Tuy nhiên, sự sống vẫn trỗi dậy, các tế bào đầu tiên xuất hiện, đồng hồ hiện 4 giờ sáng. Vào lúc 2 giờ 8 phút chiều, chúng ta thấy dạng sinh vật đơn bào đầu tiên. Phải đến 8 giờ 28 phút tối, thực vật biển mới xuất hiện. 20 phút sau, gì thế này? Con sứa kìa! Sau sứa, hành tinh phát triển phồn vinh với nhiều loài cá, bò sát và côn trùng khác nhau. Rừng mọc lên lúc 10 giờ rưỡi tối. Từ 10 giờ 56 đến 11 giờ 40, khủng long lang thang trên trái đất. Những con thằn lằn khổng lồ thống trị hành tinh của chúng ta chỉ trong chưa đầy 1 giờ. Một phút trước khi khủng long tuyệt chủng, vào lúc 11 giờ 39 tối, các loài động vật có vú đầu tiên bắt đầu chạy quanh hành tinh. 11 giờ 58 và 43 giây, con người xuất hiện. Với quy mô vũ trụ, chúng ta chỉ cai trị hành tinh này trong 1 phút 17 giây thôi. Do đó, câu hỏi chính khiến các nhà khoa học vò đầu bứt tai là tại sao sự sống trên trái đất không bao giờ dừng lại? Lẽ ra nó luôn có thể dừng mà. Tại sao hành tinh của chúng ta không giống sao Kim hay sao Hỏa? Cả hai đều từng có bầu khí quyển và đại dương. Ngày nay, chúng chỉ còn là sa mạc không có sự sống thôi. Hãy quên các lý thuyết và khái niệm khoa học phức tạp về cấu trúc của vũ trụ đi. Tảng đá nhỏ của chúng ta và toàn bộ cư dân của nó may mắn tới mức đáng kinh ngạc. Giáo sư Toby Tyler tại Đại học Southampton đã sử dụng các chương trình máy tính và mô phỏng khí hậu để giải câu đố tại sao các vụ va chạm tiểu hành tinh và kỷ băng hà không biến tảng đá nhỏ của chúng ta thành một vùng đất hoang vô hồn. Nhóm nghiên cứu không lấy 10, 100 hay 1.000 mà dùng tới 100.000 hành tinh ảo tương tự trái đất cho cuộc thử nghiệm. Và mỗi một hành tinh ảo trong số đó đều được mô phỏng hàng trăm lần. Họ đã cho các hành tinh ảo này tiếp xúc với nhiều hiện tượng khác nhau. Chúng bị các tiểu hành tinh bắn phá, đóng băng, tiếp xúc với siêu núi lửa phun trào cực mạnh, làm đen cả bầu trời và chặn tia nắng tới bề mặt. Chỉ 9% hay 8.700 hành tinh ảo thành công trên 100 lần mô phỏng. Trong nhóm đó, 4.500 hành tinh vẫn có khả năng sinh sống 10 lần. Chỉ có 1 trên 100.000 hành tinh, sự sống không dừng lại cả 100 lần. Nếu sự sống là trò xổ số thì trái đất đã vô cùng may mắn. Vào năm 2009, kính viễn vọng Kepler độc nhất vô nhị đã được phóng vào vũ trụ. Nhiệm vụ của nó là tìm kiếm một vùng trên bầu trời đêm hoặc 150.000 ngôi sao để tìm các hành tinh nhiều đá giống trái đất. Qua hơn 9 năm hoạt động, nó đã khảo sát được hơn 500.000 sao. Với toàn bộ sự quan sát trong gần một thập kỷ, Kepler đã phát hiện ra 2.600 hành tinh có khả năng giống trái đất. Điều kỳ lạ là hầu hết các hành tinh đó đều là loại mà bạn không thể tìm thấy trong hệ mặt trời của chúng ta. Chúng có kích thước giữa trái đất và sao Hải Vương. Nhưng trở lại với trái đất thực, nếu đi xa khỏi thành phố và nhìn lên bầu trời, bạn sẽ thấy một đại dương đầy sao. Nếu bạn may mắn và đó là một đêm trời trong, thì với mắt thường bạn sẽ đếm được tối đa 2.500 điểm sáng. Tuy nhiên, có ít nhất 100 tỷ ngôi sao tồn tại trong dải ngân hà. Một số người ước đoán con số này lên tới những 400 tỷ. Vậy nhờ đâu mà ta có con số khổng lồ này? Chà, đếm sao không phải là một công việc dễ dàng. Các nhà khoa học hiển nhiên không đánh số từng sao 1, 2, 3 và vân vân. Bạn có biết mất bao lâu để đếm đến 1 tỷ không? Hơn 100 năm. Giờ thì nhân với 400 mà xem. Thực tế, họ nhìn vào các mảng không gian nhỏ và dùng một số công thức khoa học phức tạp để đưa ra các phỏng đoán có căn cứ về tổng số ngôi sao. Bạn có thể tự mình làm một thí nghiệm tương tự đây. Hãy tưởng tượng một cái xô chứa 10 cân hỗn hợp đá, cát, đất và các vật khác. Công việc của bạn là tìm ra có bao nhiêu kg đá trong hỗn hợp đó. Chúng ta sẽ chỉ đếm các viên đá mà ta có thể nhìn thấy từ trên xuống, ước tính sơ bộ về thể tích và trọng lượng của chúng. Chúng ta có thể thấy bao nhiêu % và với các phép tính bạn sẽ ra được một con số. Cách đó có chính xác không? Không. Tại sao? Vì bạn không biết liệu đá trong xô có trải đều khắp nơi hoặc liệu chúng có cùng kích thước hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu các viên đá ở đáy, nếu có, lớn hơn hoặc nhỏ hơn bề mặt mẫu phía trên? Biết đâu chúng có trọng lượng và thể tích hoàn toàn khác nhau thì sao? Cái xô đó là dải ngân hà của chúng ta và đá mà bạn đếm là các ngôi sao. Vấn đề là các nhà khoa học không thể biết chắc thực tế có bao nhiêu ngôi sao. Có thể là 100 tỷ hoặc gấp 4 lần như vậy. Trong số đó, 4 tỷ sao giống như mặt trời của chúng ta. Với dải ngân hà, ước tính được chấp nhận nhiều nhất cho các hành tinh có khả năng hỗ trợ sự sống là 300 triệu. Mặc dù vậy, dựa theo tính không chính xác của khoa học từ trước tới nay, con số đó có thể lên tới 5 tỷ hoặc hơn. Dù là 300 triệu hay 5 tỷ thì ta cũng có vô vàn lựa chọn. Và đó mới chỉ là dải ngân hà thôi. Hãy nhớ, dải ngân hà chỉ là một trong 200 tỷ thiên hà trong vũ trụ mà có người quan sát được. Nghiên cứu gần đây nhất đưa con số đó cao gấp 10 lần. Có khoảng hàng nghìn tỷ thiên hà trong không gian và chúng ta mới chỉ nghiên cứu dưới 10% trong số đó thôi. Còn với số lượng ngôi sao trong vũ trụ, các nhà khoa học đưa ra con số 1 triệu lũy thừa 7. Đó là 1 và 24 số 0 theo sau. Một lần nữa, tất cả chỉ là ước tính vì chúng ta không thể biết chắc chắn được. Cho đến nay, có một điều đã tỏ, Trái đất là nơi duy nhất mà ta biết là có sự sống trong vũ trụ và hành tinh này đã làm mọi thứ có thể để thay đổi điều đó. Trong hơn 540 triệu năm qua, đại nạn tuyệt chủng đã xảy ra 20 lần. Lần cuối cùng là từ 66 triệu năm trước. Vâng, chính là lần khủng long bị tuyệt diệt. Quan trọng không kém, 75% sự sống trên hành tinh cũng biến mất theo. Một vật thể có đường kính 11 km đã đâm vào hành tinh của chúng ta. Nó di chuyển nhanh hơn chiếc xe hơi nhanh nhất hiện nay 120 lần. Mọi thứ đều bốc cháy trong hơn 1,5 triệu km xung quanh vùng va chạm. Một cơn sóng thần khổng lồ đã quét qua các đại dương trên thế giới. Hàng tỷ tấn bụi và lưu huỳnh bay lên trời, chặn tia nắng ấm áp của mặt trời. Toàn bộ trái đất được làm mát. Cách đây hơn 200 triệu năm, một vụ tuyệt chủng ít được biết đến hơn đã xóa sổ một nửa sự sống trên hành tinh. Khả năng cao, thủ phạm chính là núi lửa hoặc tiểu hành tinh. Các giả thuyết khác cho rằng sự chuyển động của các mảng kiến tạo đã gây ra một kỷ băng hà khác. Vào thời điểm đó, loài cá sấu khổng lồ đang thống trị trái đất. Chúng biến mất và loài động vật mới bước vào đấu trường lịch sử, khủng long. Nhưng điều tồi tệ nhất mà trái đất từng chứng kiến là sự kiện tuyệt chủng của Permi, kỷ Trias khoảng 250 triệu năm trước. 80% vi sinh vật biển, 70% động vật và thực vật trên cạn, toàn bộ đều biến mất. Núi lửa phun ra một lượng dung nham khổng lồ ở nơi vốn là Siberia ngày nay. Tuy nhiên, sự kiện này đã ảnh hưởng đến toàn bộ hành tinh. Khoảng 445 triệu năm trước, dạng sống thống trị trên hành tinh của chúng ta là động vật biển không xương sống. Trái đất chỉ có một lục địa thôi, không quá nè, và thực vật cũng chỉ mới bắt đầu nở rộ trên đất liền. Tuy nhiên, một sự kiện xảy ra đã quét sạch 75 đến 85% lượng sinh vật sống. Đó có thể là kỷ băng hà, nhiệt độ tăng lên hoặc một giả thuyết táo bạo hơn. Có người cho rằng một ngôi sao lớn nằm cách trái đất 6.000 năm ánh sáng đã nổ tung. Vụ nổ tia gamma mạnh như động cơ phản lực đã xé toạc không gian và trái đất nhỏ bé tội nghiệp lại vô tình nằm trên đường đi của nó. Ngay lập tức nó đốt cháy tầng ozone. Vâng, chúng ta cần tầng ozone bảo vệ mình mà. Một thí dụ thích đáng cho thấy dù hành tinh này hay thậm chí vũ trụ có cố gắng xóa sổ sự sống trên trái đất đến đâu đi chăng nữa thì sự sống mạnh mẽ vẫn luôn trỗi dậy, sinh sôi và nảy nở. Trong vài thập kỷ qua, các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời. Đến năm 2023, chúng ta đã tìm thấy hơn 5.000 hành tinh như vậy và phần lớn trong số những ngoại hành tinh này có thể tồn tại sự sống. Nếu bạn đã sẵn sàng cho một chuyến du hành không gian thì hãy cùng tìm hiểu xem trong những năm gần đây chúng ta đã phát hiện ra những hành tinh có thể tồn tại sự sống nào nhé. LB8909b và LB8909c. Hãy thắt dây an toàn vì chúng ta đang trên đường đến LB8909, một ngôi sao lùn đỏ nằm cách trái đất 105 năm ánh sáng. Ngôi sao này khá lạnh so với mặt trời của chúng ta. Nó có nhiệt độ khoảng 2593 độ C. Tuy ngôi sao này nhỏ nhưng nó lại chứa đựng nhiều điều bất ngờ đấy. Ví dụ có hai ngoại hành tinh quay quanh nó. Hơn nữa, cả hai hành tinh này có thể đều là hành tinh rắn, nghĩa là chúng có thành phần đá như trái đất. Trước tiên, chúng ta có LB8909b được phát hiện vào năm 2022 bằng kính viễn vọng TESS và sau đó được xác nhận bởi kính viễn vọng Speculus. Hành tinh này là một siêu trái đất, nặng khoảng 13 lần khối lượng của hành tinh chúng ta. Nó cũng có bán kính lớn hơn bán kính trái đất 1,3 lần. Và nếu bạn nghĩ sao thủy quay quanh mặt trời khá nhanh thì hãy xem LB8909b này. Nó chỉ mất khoảng 3 ngày để hoàn thành một vòng quanh ngôi sao của nó. Hãy tưởng tượng rằng bạn ngủ vào mùa đông lạnh giá và thức dậy vào mùa hè nóng bức nào. Nhưng điều thực sự đáng chú ý ở đây là LB8909c. Hành tinh này được phát hiện bởi kính viễn vọng Speculus. Nó nằm xa ngôi sao hơn một chút và hoàn thành một vòng quanh ngôi sao chậm hơn LB8909b 2,5 lần. Nó cũng lớn hơn trái đất một chút. Nhưng điều khiến nó đặc biệt đó là vị trí của hành tinh này nằm trong vùng có thể sinh sống. Điều đó có nghĩa là thiên thể này có thể sở hữu nước lỏng trên bề mặt và khí hậu phù hợp cho sự sống. Hiện tại, hành tinh này là ứng cử viên hàng đầu để nghiên cứu khí quyển bằng kính viễn vọng không gian James Webb. Nhưng LB8909c cũng có một số bất lợi. Nó nằm rất gần ngôi sao của nó, nghĩa là bức xạ ở đây có mức độ cao và có thể khiến hành tinh này không thể sinh sống. Ngoài ra thì nó còn bị khóa thủy triều giống như mặt trăng của chúng ta. Điều đó có nghĩa là một mặt của hành tinh luôn hướng về ngôi sao và cực kỳ nóng, trong khi mặt còn lại luôn tối và rất lạnh. Các mô hình khoa học cho thấy hành tinh này có thể giống sao Kim về khí quyển và khí hậu hơn là trái đất. Còn sao Kim thì bạn biết rồi đó, đây không phải là một nơi thân thiện với con người. Tuy còn mang nhiều thử thách, LB8909c vẫn là một ngoại hành tinh đáng chú ý và xứng đáng được nghiên cứu sâu hơn. Ai biết được nó đang chứa đựng bí mật gì chứ. Và hãy chuyển sang cái ứng cử viên tiếp theo nào. GJ 1002b và GJ 1002c. Một đội ngũ các nhà khoa học quốc tế do những nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Thiên văn Canarias dẫn đầu đã tìm thấy hai hành tinh giống trái đất chỉ cách hệ mặt trời của chúng ta 16 năm ánh sáng. Cả hai hành tinh này cùng quay quanh một ngôi sao lùn đỏ có tên là GJ 1002. Mặt trời của chúng ta là một ngôi sao lùn màu vàng. Điều này có nghĩa là GJ 1002 lạnh hơn và nhạt màu hơn so với mặt trời của chúng ta. Nhưng không sao, cả hai hành tinh này đều khá là gần ngôi sao của nó. Vì vậy nó sẽ không quá lạnh hoặc tối. Hai hành tinh này được gọi là GJ 1002b và GJ 1002c. Đều nằm trong vùng có thể sinh sống của ngôi sao, có nghĩa là chúng có thể hỗ trợ sự sống. Ngoài ra, hai hành tinh này có khối lượng tương tự như trái đất. GJ 1002b là hành tinh gần mặt trời của nó hơn và cần khoảng 10 ngày để quay hết một vòng quanh ngôi sao, trong khi GJ 1002c mất hơn 21 ngày. Cả hai hành tinh này là những ứng cử viên tuyệt vời để nghiên cứu bầu khí quyển và chúng có thể trở thành mục tiêu của các sứ mệnh tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong tương lai. Quan trọng nhất là cả hai hành tinh này đều có thể hỗ trợ sự sống và điều đó thực sự tuyệt vời. Ngoài ra, việc chúng khá gần chúng ta cũng có nghĩa là người trái đất có thể ghé thăm nơi đây vào một ngày nào đó. Và biết đâu chúng ta còn tìm thấy sự sống ngoài trái đất trên một trong hai hành tinh này. Điều đó sẽ tuyệt lắm cho xem. Nhưng giờ chúng ta chuyển sang hành tinh tiếp theo nhé. Kepler-1649c còn được biết đến là ngoại hành tinh thất lạc, được phát hiện vào năm 2022 bởi các nhà khoa học sử dụng dữ liệu từ tàu vũ trụ Kepler của NASA. Ngoại hành tinh này nằm cách trái đất khoảng 300 năm ánh sáng. Nó quay quanh một ngôi sao nhỏ và lạnh tên là Kepler-1649. Hành tinh này có kích thước tương tự như trái đất và giống như những hành tinh trước đó thì nó nằm trong vùng có thể sống của ngôi sao. Ban đầu, dữ liệu về hành tinh này đã bị gạt qua một bên. Một chương trình máy tính đặc biệt gọi là RoboVector có nhiệm vụ lọc dữ liệu lấy từ Kepler đã đánh dấu ứng viên này là báo động giả. Nói cách khác, Chương trình này nghĩ rằng đây là lỗi. May mắn thay, các nhà nghiên cứu luôn kiểm tra lại những thông tin như thế, và sau khi kiểm tra, họ đã cứu được Kepler-1649C. Chúng ta biết rằng đây là một hành tinh có bề mặt rắn, tương tự như trái đất, và nếu chứa nước thì nó có thể có cả sự sống. Nhưng đừng đóng hành lý của bạn quá sớm. Chúng ta vẫn còn chưa biết nhiều về Kepler-1649C, ví dụ như khí quyển của nó ra sao hay bề mặt của nó có dạng gì. Cũng có thể hành tinh này bị khóa thủy triều, giống như LB8909c. Điều đó sẽ không dễ chịu gì. Vì vậy, Kepler-1649c rất xứng đáng để tiếp tục nghiên cứu. Có thể nó sẽ trở thành một địa điểm hoàn hảo để xây một ngôi nhà nghỉ dưỡng trong tương lai. Nhưng nhớ mang đủ kem chống nắng nhé, vì hành tinh này khá gần ngôi sao của nó và mọi thứ có thể sẽ nóng bỏng lắm đấy. Kepler-1638b, ngoại hành tinh này cách trái đất khoảng 5.000 năm ánh sáng và nằm trong chòm sao Thiên Nga. Nó cũng nằm trong vùng sống được của ngôi sao. Nó được phát hiện vào năm 2020 bởi tàu vũ trụ Kepler thông qua quá trình gọi là quá cảnh. Các nhà khoa học chụp nhiều bức ảnh của ngôi sao trong các khoảng thời gian khác nhau. Sau đó, các chương trình máy tính đã phân tích những bức ảnh này và tìm kiếm các điểm và chấm nhỏ trên chúng. Những đốm tối nhỏ xíu có thể cho thấy rằng có một hành tinh đang đi qua ngôi sao. Kepler-1638b khá khác biệt so với hầu hết các ngoại hành tinh mà chúng ta đã tìm thấy cho đến nay. Nó nặng hơn trái đất khoảng 4 lần với bán kính gấp khoảng 2 lần. Vì vậy, nó được coi là một siêu trái đất. Chu kỳ quỹ đạo của nó dài khoảng 260 ngày, khá là giống trái đất, và điều đó thật tuyệt. Ít nhất thì nơi đây cũng có mùa đông và mùa hè diễn ra bình thường. Kepler-1638b cũng có thể có nước lỏng. Đó là lý do tại sao đây cũng là một ứng cử viên để tiếp tục nghiên cứu xem liệu nó có thể hỗ trợ sự sống hay không. Hy vọng rằng chúng ta có thể tìm hiểu được nhiều điều hơn về hành tinh này. Và tiếp đến là hành tinh cuối cùng, Kepler-438b. Nó là một ngoại hành tinh nằm cách trái đất khoảng 640 năm ánh sáng trong chòm sao Lyra. Nó được phát hiện vào năm 2015 bởi kính viễn vọng không gian Kepler. Một trong những điều thú vị nhất về Kepler-438b chính là kích thước và vị trí của nó. Nó có kích thước tương đương trái đất và cũng nằm trong vùng sống được của ngôi sao. Nhưng vẫn có một số lưu ý. Trước hết, Kepler-438b quay quanh một ngôi sao lùn đỏ, và ngôi sao này có mức bức xạ cao cũng như rất hay lóe sáng. Điều này khiến bề mặt của hành tinh trở nên quá khắc nghiệt đối với sự sống. Ngoài ra, một năm trên Kepler-438b rất ngắn, chỉ khoảng 35 ngày trái đất. Điều này có thể dẫn đến biến động nhiệt độ cực đoan trên bề mặt hành tinh. Nhưng có thể đó là nơi ở của một số hình thái ngoài trái đất mạnh mẽ và đã thích nghi với những điều kiện độc đáo. Hoặc cũng có thể không. Dù sao thì nơi này vẫn đáng để chú ý. Trên đây là danh sách ngắn bao gồm các ngoại hành tinh mà chúng ta đã khám phá trong những năm gần đây. Và giờ với những công nghệ tân tiến, chúng ta có thể tìm thấy nhiều ngoại hành tinh mới hơn nữa. Hy vọng chúng ta có thể cư ngụ tại một vài hành tinh như thế. Trong toàn vũ trụ, sự sống duy nhất mà chúng ta chắc chắn cho đến nay là trên hành tinh trái đất. Sự sống đó có thông minh hay không thì có thể tranh luận được. Nhưng dù sao đi nữa, không ngạc nhiên khi chúng ta tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác một cách không mệt mỏi. Cho đến nay, người ta đã phát hiện ra hơn 4.000 trong số đó. Nhưng điều thú vị hơn nữa là NASA đã tổng hợp một danh sách mới gồm 24 hành tinh không chỉ giống trái đất mà còn tốt hơn. Điều kiện trên những hành tinh này còn thoải mái hơn trên trái đất. Vậy ta hãy điểm mặt một vài hành tinh trong danh sách nhé. KOI-571-01. Hành tinh tuyệt vời này nằm trong chòm sao Thiên Nga. Và tại sao nó tuyệt vời như vậy? Dạ, mặt trời của chúng ta là một ngôi sao lùn vàng. Tuy mặt trời hỗ trợ sự sống không tệ, nhưng một số ngôi sao có thể làm tốt hơn nó. Hành tinh KOI-571-01 quay quanh gần sao lùn cam. Sao lùn cam là loại sao nhỏ hơn mặt trời một chút và có độ sáng hơi yếu hơn. Nhưng đừng lo lắng nhé, điều đó không có nghĩa là ta sẽ sống trong bóng tối đen kịt đâu. Trên thực tế, nếu hành tinh này được tìm thấy gần mặt trời hơn và có bầu khí quyển dày hơn, nó thậm chí có thể sáng hơn và nhiều màu sắc hơn trái đất. Mặt trời của chúng ta có tuổi thọ rất ngắn. Hiện tại, nó chỉ còn tồn tại được 7 đến 8 tỷ năm nữa, lâu hơn tuổi của trái đất một chút. Nhưng sao lùn cam có thể tồn tại từ 45 đến 70 tỷ năm. Điều này tuyệt vời không chỉ vì chúng ta có thể ở trên hành tinh này lâu hơn, mà còn vì các hành tinh xung quanh những ngôi sao này có nhiều thời gian hơn để hình thành sự sống. Lý tưởng nhất, ta cần tìm một hành tinh bên cạnh ngôi sao lùn cam đã khoảng 7 tỷ năm tuổi. Khả năng cao sẽ có vài sinh vật ở đó. KOI 571501 đã khoảng 5,5 tỷ năm tuổi. Vâng, dường như nó chưa đủ trưởng thành, nhưng không sao cả, tôi cũng chưa mà. Trái đất của chúng ta trẻ hơn 1 tỷ năm và điều đó không ngăn cản chúng ta. Hành tinh này khá gần với sao mẹ và nằm trong vùng sống được. Một năm ở đó kéo dài 190 ngày. Hãy tưởng tượng bạn đang đi học tiểu học mà đã thi được bằng lái xe. Hành tinh này lớn hơn trái đất gần 2 lần. Nhiệt độ trung bình ở đó là 11 độ C, thấp hơn nhiệt độ của chúng ta một chút, 14 độ C. Nhưng rất có thể khi ở đó, bạn sẽ cảm thấy ấm hơn vì trọng lực mạnh giữ nhiệt trong bầu khí quyển lâu hơn. Tuy nhiên, nó hơi quá xa, cách trái đất khoảng 3.000 năm ánh sáng, khoảng 28,8 triệu tỷ km. Đúng vậy, vậy nên hãy mang theo hộp cơm trưa thật lớn nha. KOI 301001, hành tinh này được tìm thấy bên cạnh ngôi sao KOI 2010. Nơi này có vẻ là một thế giới rất dễ chịu. Nhiệt độ trung bình trên hành tinh này là 19 độ C, ấm hơn trái đất một chút, nhưng đó là một điều tốt. Các nhà khoa học tin rằng trên một hành tinh hoàn hảo, nhiệt độ chỉ nên nóng hơn trái đất khoảng 10 độ. Hành tinh càng có nhiều nhiệt thì cuộc sống ở đó càng thoải mái. Ngoài ra, cơ hội cho cuộc sống phát triển càng cao. Bán kính của hành tinh này lớn hơn trái đất gần 1,5 lần. Hành tinh này có bầu khí quyển, nhưng chúng ta chưa chắc về thành phần của nó. Nhưng có thể nó giống bầu khí quyển của trái đất. Các nhà khoa học nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy một đại dương ở đó và nó có thể bao phủ tới 60% bề mặt. Cũng rất tuyệt. Trong một thế giới hoàn hảo, nước và đất phải được phân phối đồng đều hơn so với trên trái đất. Nhiều đất hơn đồng nghĩa với nhiều lãnh thổ và tài nguyên hơn, đúng không? Nhưng nghe này, hành tinh này thật sự rất giống với trái đất. Chúng giống nhau nhiều đến mức các nhà khoa học tin rằng có khoảng 84% cơ hội tìm thấy sự sống ở đó. Tất nhiên, không nhất thiết phải là sự sống thông minh, nhưng ít nhất là một số loài động vật. Như thế chẳng phải rất tuyệt sao? Bạn nghĩ chúng trông như thế nào? Hành tinh rất giống trái đất, nhưng có lực hấp dẫn mạnh hơn. Nếu một người sống ở đó, chắc họ sẽ to hơn, nhưng lùn hơn và có đôi chân gầy nhưng chắc nịch. Vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Nhưng chúng ta sẽ không thể sớm tìm ra sự thật. Cho đến nay, đối với ta, những hành tinh này mới là các chấm cực nhỏ trong vũ trụ. Ta chỉ có một số dữ liệu khô khan, nham chán về chúng và còn không biết trông chúng ra sao. Ta sẽ phải đợi cho đến khi tìm ra cách đến gần hơn với những hành tinh này. Kepler-186F, đây cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho sự tồn tại của sự sống. Hành tinh rất dễ thương này có biệt danh là em họ của trái đất vì nó có nhiều điểm tương đồng. Dù sao thì hai hành tinh này cũng giống như chị em chứ không phải cặp sinh đôi. Kepler-186F quay gần sao lùn đỏ. Sao lùn đỏ là những ngôi sao còn mờ hơn và nhỏ hơn sao lùn cam. Phải, chúng cũng sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng độ sáng của chúng cũng khá yếu. Tuy nhiên, Kepler-186f ở gần sao mẹ hơn so với vị trí của ta và mặt trời. Vì vậy, ở đó sẽ không quá tối. Chà, ít nhất là không tối như ban đêm. Bầu trời trên hành tinh này chắc chắn có một sắc đỏ lạ thường, giống như hoàng hôn trên trái đất. Bạn nghĩ sao? Bạn có muốn sống trên một hành tinh có hoàng hôn vĩnh cửu không? Kích thước của hành tinh này tương đương với trái đất. Không tệ, không hoàn hảo. Tại sao vậy? Vì những hành tinh tuyệt nhất phải lớn hơn trái đất và có lực hấp dẫn mạnh hơn. Chắc bạn sẽ nói, nhưng đi lại ở đó sẽ nặng nhọc hơn và việc ra khỏi giường vào thứ hai còn khó hơn nữa. Tất nhiên rồi, nhưng mặt khác, bầu khí quyển của hành tinh này sẽ dày và đặc hơn, tức là hành tinh được bảo vệ tốt hơn rất nhiều thứ đáng sợ trong vũ trụ. Có nhiều oxy và nhiệt hơn, chưa kể đến thực tế là các hành tinh lớn hơn có nhiều không gian hơn cho sự sống. Tuyệt vời phải không? Nhưng tất nhiên, kích thước của trái đất cũng là một lựa chọn xuất sắc. Một sự thật thú vị khác là độ nghiêng của Kepler-186f tương đương độ nghiêng của trái đất. Vì vậy, nó có các mùa ổn định và chu kỳ ngày đêm thông thường. Bạn có biết độ nghiêng của hành tinh quan trọng như thế nào không? Hãy nhìn vào sao Hỏa. Trên thực tế, sao Hỏa cũng được tìm thấy trong vùng sống được của mặt trời, nhưng độ nghiêng của nó rất không ổn định. Kết quả là toàn bộ đại dương có thể từng ở đó giờ đã hoàn toàn khô cạn. Ngày nay, nó chỉ còn là một sa mạc đỏ và không có sự sống, ít nhất là trong tầm hiểu biết của ta. Nhưng bạn thấy những chi tiết nhỏ này quan trọng đến mức nào chứ? Hành tinh này cũng cách ta khá xa, 490 năm ánh sáng, khoảng 4,8 triệu tỷ km. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục chờ công nghệ du hành liên thiên hà. Kepler-62e và Kepler-62f, người ta nói hai hành tinh này giống trái đất nhất trước khi phát hiện ra Kepler-186F. Chúng có nhiều điểm tương đồng với quê hương của ta. Kepler-62e lớn hơn trái đất khoảng 1,5 lần và Kepler-62f chỉ nhỏ hơn thế một chút. Chúng nằm trong chòm sao Lyra, cách ta khoảng 1.200 năm ánh sáng. Cả hai đều quay quanh một sao lùn đỏ. Một năm trên Kepler-62e kéo dài khoảng 122 ngày, còn ít hơn trên hành tinh đầu tiên mà ta nhắc đến. Các nhà khoa học tin rằng cả 62e và 62f đều là thế giới nước, những nơi ấm áp, hầu hết, thậm chí hoàn toàn được bao phủ bởi nước. Nếu ở đó có đất khô thì có lẽ chúng chỉ là đảo. Một thế giới chỉ bao gồm các hòn đảo là giấc mơ tuyệt vời đối với một số, chẳng hạn người Hawaii, và là cơn ác mộng đối với một số khác, Mcladen. Nhưng nếu bạn là fan hâm mộ của những loài động vật biển cổ đại thì hãy tưởng tượng xem chúng sẽ khổng lồ như thế nào nếu ở đó. Vẫn còn nhiều điều ta chưa biết về hành tinh này. Nó có bề mặt không? Thành phần của nó là gì? Mật độ ra sao? Một ngày nào đó, có thể ta sẽ trả lời được những câu hỏi này. Và đó sẽ là kết thúc cho câu chuyện các siêu trái đất. Tất nhiên, danh sách gốc dài hơn nhiều và bạn có thể xem trên Internet. Tuyệt vời nhất, đây là những hành tinh tốt hơn trái đất. Nhưng ta cũng biết hàng nghìn ngoại hành tinh khác vừa đủ gần với chúng ta. Và cơ hội là một vài trong số chúng có dạng sống nào đó. Nhưng vì chúng ở rất xa nên ngay bây giờ ta không có cách nào kiểm nghiệm được. Có lẽ trong tương lai ta sẽ tìm thấy một số sinh vật thú vị trên nhiều hành tinh đấy. Cùng các trái đất làm đôi để quan sát tất cả các lớp nhé. Đây là lõi trong, nhiệt độ của nó cao hơn lò nướng khoảng 40 lần. Đây là lớp phủ, một đại dương dung nham nóng bỏng. Đây là lớp vỏ của trái đất. Nó là một bề mặt rắn chắc mà nền văn minh của chúng ta đang sống bên trên. Nhưng nếu bạn ngước lên thì ngoài khí quyển và tầng ozone còn có rất nhiều lớp khác. Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra một bong bóng kỳ lạ tại đây. Nó có tác dụng bảo vệ hành tinh chúng ta khỏi bức xạ và nó không phải là từ trường trái đất. Quả bóng này có cấu tạo là sóng vô tuyến. Chúng ta dùng sóng này để giao tiếp. Trái đất phát sáng như một cây thông Noel trong quang phổ vô tuyến. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nghiên cứu về sóng tần số cực thấp, loại cho phép chúng ta giữ liên lạc với tàu ngầm. Sóng vô tuyến giống như sóng ánh sáng hoặc sóng biển thông thường. Hãy quan sát hình ảnh này nào. Khoảng cách giữa hai đỉnh là bước sóng và số lượng sóng trong một khoảng thời gian gọi là tần số. Ví dụ, có 10 làn sóng trong khoảng thời gian 1 giây. Vậy bạn có thể tính được tần số của sóng không? Chuẩn, đó là 10 Hz. Điện thoại di động sử dụng sóng có tần số từ 300 đến 3000 MHz. Vậy nên bạn phải thêm 6 số 0 nữa vào 10 Hz kia. Nhưng các sóng có tần số cao như vậy sẽ không thể đi qua các vật cản một cách hiệu quả. Hãy nghĩ đến cảnh bạn bị mất kết nối điện thoại khi lái xe qua đường hầm nào. Đó là vì đường hầm có chứa kim loại. Nó là một vật liệu dẫn điện và có thể khiến sóng vô tuyến trở nên cực kỳ yếu. Nước biển cũng là một chất dẫn điện. Vì vậy, nếu tàu ngầm chìm xuống đủ sâu thì lớp nước dày sẽ làm suy yếu tín hiệu và khiến chúng ta mất liên lạc. Để duy trì việc giao tiếp, chúng ta phải gửi đi ít làn sóng hơn và kéo dài chúng ra. Trong cùng một khoảng thời gian, tần số của sóng ngắn sẽ cao hơn nhiều tần số của sóng dài. Đó là lý do chúng được gọi là sóng tần số rất thấp. Nhưng hóa ra, những tia sóng này lại di chuyển khắp trái đất và thậm chí còn đi vào không gian. Và đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị hơn. Sóng va chạm với các hạt bức xạ từ mặt trời. Đối với chúng ta, mặt trời như một ngôi sao khổng lồ thân thiện sẽ mang đến ánh sáng và nhiệt. Nhưng trên thực tế, thiên thể này phát ra rất nhiều bức xạ có hại. Bất cứ tia sáng hay cú phóng điện nào của vật chất trên ngôi sao chủ này cũng gây ra một vụ bùng phát bức xạ, thậm chí còn lớn hơn thế. Những hạt này bay đến hành tinh chúng ta giống như sóng vô tuyến. Chúng đi quãng đường dài 150 triệu km từ mặt trời đến trái đất trong 8 phút và đâm vào chiếc bong bóng đang hoạt động như một tấm khiên của chúng ta. Về cơ bản, các hạt bức xạ từ mặt trời tích tụ trong các vành đai bức xạ nằm xung quanh trái đất. Từ trường của hành tinh chúng ta đã giữ chúng lại, và quả bong bóng tần số rất thấp mới được phát hiện nằm ngay bên dưới vành đai bức xạ kể trên. Nó giúp chúng ta đẩy lùi một số chất thải độc hại. Nhưng phân tích đến từ các nghiên cứu cũ đã xác nhận rằng các vành đai bức xạ từng nằm thấp và gần trái đất hơn nhiều. Tuy nhiên, khi nền văn minh của chúng ta bắt đầu chủ động sử dụng sóng vô tuyến, nó đã dịch chuyển vành đai lên vị trí cao hơn. Không ai cho rằng những làn sóng vô tuyến đơn giản có thể gây ra ảnh hưởng như thế. Nhưng trong tương lai, nó sẽ mang đến cho chúng ta cách để bảo vệ các phi hành gia. Khi bạn ở trên trái đất, từ trường của hành tinh giúp bạn an toàn trước bức xạ. Bạn có thể thấy điều này bằng mắt thường khi các hạt tích điện của gió mặt trời khiến những hạt khí ở hai cực của trái đất sáng lên. Đó chính là cực quang. Lần tới, khi chiêm ngưỡng cảnh đẹp này, hãy nhớ đến chuyện trái đất đang cứu bạn khỏi những loại tia cực kỳ có hại nhé. Nhưng nếu bạn đang ở ngoài từ trường của trái đất, đâu đó trong không gian, thì tôi có tin xấu đây. Nơi đó không có gì để bảo vệ bạn cả. Đây là một vấn đề lớn đối với những phi hành gia dành hàng tháng trên trạm vũ trụ quốc tế. Có lẽ các nhà khoa học sẽ tìm được cách tạo ra bong bóng bảo vệ có sóng tần số rất thấp xung quanh các trạm không gian và tàu vũ trụ. Các hành tinh khác cũng tương tự như thế. Có lẽ chúng ta sẽ định cư trên sao Hỏa. Hành tinh này không có từ trường và không có gì có thể bảo vệ bạn khỏi bức xạ. Nhưng nếu tạo ra một bong bóng ở đó thì bạn có thể giảm lượng bức xạ gây hại. Còn một bong bóng vô hình khác nữa đang bảo vệ chúng ta, đó là bầu khí quyển. Nó giống như một lớp bánh hoặc lớp hành tây. Tầng nào của khí quyển cũng sở hữu các thuộc tính riêng. Chúng ta đang sống tại tầng thấp nhất, tầng đối lưu. Tầng này chứa 80% trọng lượng của tất cả lượng không khí trên hành tinh. Nó cũng là nơi chứa nhiều hơi nước nhất và là nơi mà cỗ máy mang tên thời tiết hoạt động. Mặt trời gửi các tia năng lượng tới trái đất. Bề mặt của hành tinh chúng ta phản chiếu những tia này và làm nóng không khí tại tầng đối lưu. Vì thế, không khí ở đây di chuyển và đổi chỗ với không khí lạnh. Do đó, gió xoáy, bão và lốc xoáy chỉ xảy ra ở tầng đối lưu. Tầng này có độ cao là 12 km. Đó là lý do tại sao máy bay thương mại bay ở độ cao khoảng 10 km. Gió hoặc các điều kiện thời tiết xấu khác hầu như không ảnh hưởng đến khu vực này, và không khí ở đây không đặc như dưới mặt đất. Bay ở độ cao 1,6 km trên mực nước biển giống như di chuyển qua một chiếc bánh quy vậy. Rất khó, nhưng ở độ cao 10 km, bạn sẽ cảm thấy như thể máy bay đang đi xuyên qua món kem tươi. Máy bay hầu như không cảm nhận được lực cản. Vì vậy, đôi bên cùng có lợi. Hãng hàng không tiết kiệm được nhiên liệu, còn hành khách thì an toàn. Nhưng cũng có một số nhược điểm nổi bật, đó là tầng đối lưu rất lạnh và bạn không thể thở ở đây. Trời lạnh vì có rất ít phân tử không khí để hấp thụ nhiệt từ mặt đất và truyền cho nhau. Bạn sẽ không thể thở vì lý do tương tự. Thế nên máy bay được trang bị mặt nạ dưỡng khí để đề phòng ấy mà. Di chuyển một chút sang đây nào. Nó là tầng bình lưu. Nơi này còn chứa ít phân tử không khí hơn nữa, và đó cũng là nơi hoạt động của các máy thăm dò thời tiết. Chúng giống như những quả bóng bay nhỏ có gắn máy tính. Có người dùng chúng để dự đoán thời tiết. Phần này của bầu khí quyển cũng chứa tầng ozone nổi tiếng. Đây là tấm lá chắn giúp chúng ta chống lại bức xạ tia cực tím có hại. Ozone gần giống như oxy, ngoại trừ nó có tới 3 nguyên tử. Khi các tia cực tím có hại xâm nhập vào bầu khí quyển của chúng ta, chúng sẽ đấm vào phân tử O3. Các tia này chia phân tử O3 thành O2 và một nguyên tử oxy nữa. Còn tia cực tím sẽ biến đổi thành nhiệt. Nhưng ozone tái tạo rất nhanh. Chỉ cần một nguyên tử oxy kết hợp với O2 là phân tử ozone đã sẵn sàng bảo vệ con người một lần nữa. Đó là lá chắn vô hình giúp bảo vệ chúng ta trước bức xạ. Nó tạo ra toàn bộ sự sống trên trái đất. Khi nền văn minh phát triển, chúng ta đã bắt đầu thải khí freon vào bầu khí quyển. Chúng ta từng bơm đầy những chiếc tủ lạnh loại cũ bằng khí này. Một nguyên tử clo sẽ tách ra khỏi một phân tử freon khi ở trong không khí, và sau đó nó sẽ liên kết với một nguyên tử oxy. Bây giờ, ozone không thể tái tạo như trước nữa. May mắn thay, chúng ta đã đưa ra lệnh cấm sử dụng các loại khí độc hại như thế và tầng ozone bắt đầu tái tạo. Các nhà khoa học kỳ vọng nó sẽ phục hồi hoàn toàn vào giữa thế kỷ 21. Tầng bình lưu kết thúc ở độ cao khoảng 50 km. Tầng tiếp theo là tầng trung lưu. Đây là tầng lạnh nhất. Trung bình nhiệt độ ở đó vào khoảng -95 độ C, lạnh gấp 5 lần tủ đông nhà bạn. Đây là tầng khí quyển, nơi các thiên thạch bay tới sẽ bốc cháy do ma sát trong không khí. Sau đó, thiên thạch sẽ cháy hoàn toàn. Không khí ở đây quá loãng nên máy bay hay bóng bay không thể bay được, nhưng nó vẫn còn quá đặc đối với các vệ tinh. Vì vậy, tầng khí quyển này không được nghiên cứu nhiều. Tầng tiếp theo trải dài từ 90 đến khoảng 800 km so với mực nước biển, dài hơn khoảng cách từ Las Vegas đến San Francisco một chút. Đường Kármán nằm trong tầng khí quyển này. Đây là ranh giới giữa hành tinh chúng ta và không gian. Các tàu vũ trụ và vệ tinh bay tại tầng thượng quyển. Đây cũng là nơi tọa lạc của trạm vũ trụ quốc tế. Nhiệt độ cao đến cực đỉnh. Không khí ở đây nóng hơn nhiệt độ trong lò nướng khoảng 10 lần. Tất cả là do hoạt động của mặt trời, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sức nóng này. Các phân tử không khí mang nhiệt ở đây rất nhỏ nên bạn chỉ bay lơ lửng giữa chúng theo đúng nghĩa đen. Hãy tưởng tượng về một cái hồ bơi khổng lồ chỉ có 3 giọt nước nhé. Đó là tầng thượng quyển, và tầng cao nhất của bầu khí quyển là ngoại quyển. Đây là tầng rộng nhất của quả bong bóng khí. Các nhà khoa học tin rằng ranh giới của nó nằm ở độ cao bằng nửa quãng đường đến mặt trăng là 193.000 km. Đây là nơi mà áp suất của bức xạ mặt trời bắt đầu vượt quá lực hấp dẫn của trái đất. Nó vẫn là một phần trong bầu khí quyển của chúng ta, đồng nghĩa với việc những phi hành gia thực hiện các nhiệm vụ không gian khác nhau, và những phi hành gia ở trên ISS thực ra chưa bao giờ rời khỏi bầu khí quyển của trái đất cả. Tất cả các loài động vật từ nhỏ bé đến khổng lồ đều đang cố gắng thoát khỏi bức tường lửa đang dần tiến về phía chúng. Nhiệt độ đang tăng lên và mọi thứ xung quanh bắt đầu bốc cháy. Chẳng bao lâu nữa, rất nhiều loài động thực vật trên trái đất sẽ tuyệt chủng. Đây là hậu quả của việc một tiểu hành tinh khổng lồ đâm vào hành tinh chúng ta. Nhưng nếu khủng long có kỹ năng tư duy logic thì sao nhỉ? Chúng có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra, vì tiểu hành tinh này có thể được nhìn thấy 1 năm trước vụ va chạm. 1 năm trước vụ va chạm. Khi không có đèn đường, tất cả đốm sáng trên bầu trời đều là các vì sao. Vài trong số đó là các hành tinh phản chiếu ánh sáng từ mặt trời, ví dụ như sao Hỏa. Nhưng một trong những chấm sáng đó là tiểu hành tinh. Sau này nó được biết đến với cái tên Chicxulub. Cái tên bắt nguồn từ khu vực nó rơi xuống ở Mexico ngày nay. Vào thời điểm này, tiểu hành tinh trông như một ngôi sao. Nó có độ sáng tương tự như sao Hải Vương. Bạn thậm chí có thể chụp ảnh nó bằng một máy ảnh chất lượng cao. Giá mà khủng long có ngón cái nhỉ? Chicxulub hiện đang đi qua quỹ đạo của sao Mộc. Từ khoảng cách này, trái đất trông như một chấm nhỏ màu xanh nhạt. 1 tháng trước vụ va chạm, tiểu hành tinh đã sáng hơn nhiều. Bây giờ nó đã là đốm sáng nhất trên bầu trời đêm chỉ sau mặt trăng. Tiểu hành tinh đi qua quỹ đạo của sao Hỏa. Cái đuôi của nó bao gồm bụi và khí, càng lúc càng trở nên dài hơn. Bây giờ, nó đã dài gấp đôi khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. 1 tuần trước vụ va chạm, cái đuôi của kẻ xâm nhập hiện đã dài gấp 5 lần khoảng cách trái đất mặt trăng. Nhưng khủng long không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Với chúng, đó cũng chỉ là một chấm sáng trên bầu trời đêm. Nếu tiểu hành tinh đó bay về phía trái đất vào lúc này, các nhà khoa học có thể xác định chính xác vị trí vụ va chạm trong bán kính 1,5 km. Lúc đó, chúng ta sẽ sơ tán mọi người khỏi khu vực bị ảnh hưởng và tránh được thảm họa lớn. 1 ngày trước vụ va chạm, Chicxulub hiện đang giữ vị trí đầu tiên trong danh sách các vật thể sáng nhất trên bầu trời. Ánh sáng bao quanh nó được gọi là vầng hào quang và dường như chúng còn lớn hơn cả mặt trăng. Tiểu hành tinh này hiện đang đi qua quỹ đạo của mặt trăng. Nó trông giống một đốm sáng với một vệt tro bụi phía sau. 1 tiếng trước vụ va chạm, ánh sáng từ Chicxulub sáng hơn cả trăng tròn và chuyển động của nó có thể quan sát được bằng mắt thường. Đêm trên trái đất không còn tối nữa. Đến bây giờ, khủng long mới bắt đầu lo lắng. Tất cả các loài động vật trên trái đất bắt đầu tìm nơi trú ẩn. 10 phút trước vụ va chạm. Tiểu hành tinh hiện đang đi vào quỹ đạo của trái đất. Hàng nghìn mảnh vỡ nhỏ từ đuôi của nó bắt đầu rơi xuống hành tinh của chúng ta. Trông chúng như một trận mưa sao băng. Cho đến lúc này, những mảnh vỡ vẫn quá nhỏ. Tất cả đều bốc cháy trong bầu khí quyển trước khi đến được bề mặt trái đất. Tiểu hành tinh đang tiến đến Nam Mỹ. Nếu ai đó quan sát cảnh tượng này từ châu Âu, trông nó sẽ giống như hoàng hồn vậy. Chấm sáng Chicxulub đang rơi xuống phía sau đường chân trời. 2 phút trước vụ va chạm, khủng long bây giờ có thể dễ dàng nhìn thấy hình dạng của tiểu hành tinh. Nếu biết cách, chúng thậm chí có thể ước tính kích thước của nó. Con số đó là hơn 10 km một chút, nghĩa là gần bằng kích thước của đảo Manhattan. Và trọng lượng của gã khổng lồ này là 7 kg cộng thêm 15 số 0 phía sau. Nó đang bay về phía bán đảo Yucatan với vận tốc khủng khiếp là 12 km một giây. Với tốc độ này, bạn có thể đi từ New York đến Los Angeles chỉ trong 10 phút, nhưng bạn sẽ bốc cháy trên đường đi. 10 giây trước vụ va chạm, Chicxulub giờ đây đang rơi xuống mặt đất, thêm vài mét nữa thôi và bầu trời đêm bỗng trở nên trắng xóa. Ánh sáng lúc này chói đến mức cả mặt trời cũng không thể được nhìn thấy. Va chạm của tiểu hành tinh gây ra một vụ nổ khủng khiếp, có thể nghe thấy từ phía bên kia của thế giới. Tiểu hành tinh khổng lồ bắt đầu bốc cháy vì ma sát với không khí. Nó nóng lên và tách ra thành nhiều mảnh nhỏ. Những mảnh này trút xuống trái đất như mưa. Sau vài giây, phần lớn nhất của thiên thạch chạm xuống đất. Khối lượng và tốc độ của nó mang đến cho Chicxulub một lượng năng lượng khổng lồ. Ngay sau khoảnh khắc đó, một vụ nổ cực mạnh đã làm rung chuyển mặt đất. Làn sóng xung kích từ thiên thạch bắt đầu lan ra từ vị trí va chạm. Nó xé toạc mặt đất và cây cối theo từng mảng lớn, rồi đẩy chúng xuống đất như những quân cờ domino. Nhiệt độ của sóng xung kích cao đến mức mọi thứ xung quanh khu vực va chạm đều bốc cháy. Năng lượng giải phóng trong vụ va chạm cũng xâm nhập sâu vào hành tinh chúng ta, gây ra những trận động đất mạnh nhất trong lịch sử trái đất. Rồi đến lượt chúng tạo ra những đợt sóng thần cao bằng tòa nhà Empire State. 5 phút sau vụ va chạm, thiên thạch đã để lại một miệng núi lửa khổng lồ, rộng bằng hồ Huron và đủ sâu để chứa được 2,5 ngọn núi Everest. Khủng long chạy toán loạn khắp nơi trong hoảng sợ. Chúng cố gắng di tản về Bắc Mỹ, nhưng hầu hết đều không thể vượt qua những vùng đầm lầy xa lạ. Một mối nguy hiểm khác nữa là trận mưa sao băng đang diễn ra. Hàng trăm tấn tro bụi và mảnh vỡ bay lên không trung, bị nung nóng bởi nhiệt độ cao. Chúng rơi xuống trái đất dưới dạng dung nham lỏng. Tro và khói bao trùm bầu khí quyển, ngăn các tia sáng mặt trời. Trái đất chìm vào trong bóng tối. Trong vài tuần nữa, hành tinh chúng ta sẽ tối đen. Mưa axit sẽ không ngừng rơi xuống bề mặt. Trên bán đảo Yucatan có rất nhiều lưu huỳnh trong các mỏ khoáng sản dưới lòng đất. Năng lượng của vụ nổ khiến tất cả chất này bay hơi. Bây giờ nó đang nguội dần trong không khí, tụ lại thành mây và nhỏ xuống mặt đất. Hầu hết các loài động vật đều sống sót sau vụ va chạm, nhưng sự tuyệt chủng hàng loạt vẫn tiếp tục trong nhiều tháng. Vụ va chạm đã khiến trái đất chìm trong bóng tối và xóa sổ hầu hết các loài thực vật sống nhờ ánh sáng mặt trời. Những loài khủng long ăn thực vật mất đi nguồn thức ăn chính và bắt đầu biến mất. Chúng là bữa ăn chính của khủng long ăn thịt. Bây giờ các loài như T-Rex không có gì để ăn. Chẳng bao lâu sau, chúng cũng tuyệt chủng. Nói cách khác, không phải thiên thạch đã xóa sổ khủng long mà là nạn đói và biến đổi khí hậu. Các thiên thạch có kích thước cỡ này cứ 100 triệu năm lại rơi xuống một lần. Nghĩa là sự việc tương tự có thể xảy ra một lần nữa. Liệu con người có thể sống sót sau thảm họa? Ngày nay, chúng ta có thể nhìn ra ngoài không gian và sự xuất hiện của tiểu hành tinh có kích cỡ tương đương với Chicxulub sẽ không phải là bất ngờ đối với các nhà thiên văn học. Nhìn chung, các tiểu hành tinh có chiều ngang hơn 140 m được coi là mối nguy hiểm tiềm tàng. Nếu biết về thiên thể đang tiếp cận, chúng ta sẽ có thể xây dựng những nơi trú ẩn với nhiều thức ăn và nước uống. Một khi tiểu hành tinh đến đủ gần, chúng ta có thể ở bên trong chờ đợi tác động và hậu quả của nó. Nhưng khi trở lại mặt đất, con người sẽ thấy các thành phố và thị trấn bị phá hủy. Hành tinh chúng ta sẽ giống như một sa mạc không có sự sống. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một giải pháp thay thế, đó là ngăn chặn tác động. Ở đây, chúng ta có nhiều lựa chọn, tùy thuộc vào kích thước và cấu tạo của tiểu hành tinh. Theo NASA, cách hiệu quả nhất là lực động học. Chúng ta sẽ cần đưa một vật thể khá lớn và nặng, chẳng hạn như tàu vũ trụ vào không gian. Khi nó đến gần tiểu hành tinh, các nhà khoa học sẽ chọn quỹ đạo hoàn hảo và con tàu sẽ đâm vào thiên thể đó. Một vụ va chạm mạnh sẽ làm thay đổi hướng đi của tiểu hành tinh, khiến nó bay qua khỏi trái đất. Thiên thể càng nằm cách xa hành tinh của chúng ta thì càng dễ để đẩy nó đi. Một lựa chọn nữa là một vụ nổ có kiểm soát trên bề mặt của tiểu hành tinh. Định luật đầu tiên của Newton sẽ giúp chúng ta. Nó cho biết nếu một thiên thể đang di chuyển với tốc độ không đổi trên một đường thẳng, nó sẽ tiếp tục di chuyển như vậy trừ khi bị một lực tác động. Vậy thì nếu chúng ta tạo ra một vụ nổ hoặc một lực đủ lớn, tiểu hành tinh sẽ thay đổi quỹ đạo và sự di chuyển của nó phụ thuộc vào độ lớn của lực tác động đó. Chúng ta cũng có thể cho nổ tiểu hành tinh ngay từ bên trong. Trong trường hợp này, sẽ không cần thay đổi quỹ đạo của nó. Thay vào đó, chúng ta sẽ cố gắng làm cho khối đá khổng lồ này vỡ thành nhiều mảnh nhỏ hơn. Chúng sẽ cháy trong bầu khí quyển và không gây hại cho hành tinh chúng ta. Một cách khác là dùng trọng lực. Mọi vật nặng đều có lực hấp dẫn và trường hấp dẫn riêng. Mục tiêu của chúng ta là đưa một tàu vũ trụ đến tiểu hành tinh và cho nó bay đến gần đó. Tiểu hành tinh sẽ hút tàu vũ trụ, nhưng động cơ của tàu sẽ chống lại. Kết quả là con tàu sẽ chậm rãi, nhưng chắc chắn kéo tiểu hành tinh về phía mình. Phương pháp này sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng dần dần quỹ đạo của tiểu hành tinh sẽ thay đổi và nó sẽ không đâm vào trái đất. Hy vọng là thế. Chúng ta cũng có thể sử dụng năng lượng mặt trời. Chúng ta có thể xây dựng một trạm vũ trụ với hệ thống kính lúp khổng lồ. Sau đó chúng ta sẽ đưa nó đến gần mặt trời. Khi phát hiện ra một tiểu hành tinh, chúng ta sẽ hướng các thấu kính về phía đó và tập trung chùm tia vào nó. Sức nóng từ mặt trời sẽ khiến vật chất của thiên thể đó bốc hơi, cuối cùng sẽ khiến tiểu hành tinh thay đổi quỹ đạo. Giờ cùng du hành ngược thời gian nào. Chuyện này từng khó như lên trời vậy. Chúng ta bay qua thời Trung Cổ, nền văn minh đầu tiên của con người, rồi tổ tiên cổ đại của con người đầu tiên, khủng long, động vật trên cạn đầu tiên và những sinh vật biển cổ đại, vân vân, đến tận thuở sơ khai nhất. Và đây rồi, tinh vân này là hệ mặt trời của chúng ta. Hiện giờ, nó chỉ là một đám mây bụi nhiều màu có cấu tạo tới hydro và heli đang quay tròn. Đám mây này dần dần thu nhỏ và trở nên đặc hơn. Có giả thuyết cho rằng những vụ nổ siêu tân tinh đã xảy ra gần tinh vân của chúng ta. Những làn sóng xung kích từ vụ nổ siết chặt tinh vân từ nhiều phía, cho đến khi tâm của đám mây trở nên quá nặng. Trọng lượng khủng khiếp ép vào, và các phản ứng dây chuyền hạt nhân bắt đầu ngay tại tâm của đám mây này. Nó khiến đám mây nóng lên và phát sáng. Chẳng bao lâu sau, nó biến thành một quả cầu đặc, và đó là cách mặt trời của chúng ta hình thành. Chuyện này đã diễn ra khoảng 4,5 tỷ năm trước. Lúc đó hành tinh của chúng ta chưa tồn tại. Trên quỹ đạo của mặt trời non trẻ chỉ có một vòng bụi và mảnh vỡ vũ trụ. Những mảnh vụn này dần dần hợp nhất và ngày càng nặng hơn. Hãy quan sát tâm của một đống các tiểu hành tinh này nhé. Tổng trọng lượng của các mảnh vụn ép vào tâm đến nỗi tâm trở thành một lõi kim loại đặc. Áp suất khổng lồ làm lõi nóng và nhiệt độ ở tâm trái đất non trẻ lên tới gần 6.000 độ C. Và có một lõi chất lỏng xung quanh lõi rắn. Nó tạo ra từ trường của hành tinh chúng ta. Hiện tại, bức xạ từ mặt trời và gió mặt trời sẽ đâm phải một lá chắn dưới dạng từ trường khi tiếp cận trái đất. Từ khi hình thành đến lúc bây giờ, hành tinh của chúng ta vẫn bốc cháy và trông giống như một quả cầu dung nham. Nhưng rồi, nó nguội dần, hình thành một lớp vỏ rắn. Đến thời điểm này, một tiền hành tinh khác xuất hiện trên đường chân trời. Nó trông giống một tiểu hành tinh với kích thước bằng sao hỏa. Và mảnh vỡ khổng lồ này bay về phía chúng ta. Nó đâm vào trái đất non trẻ và đã hất tung một phần của trái đất ra ngoài. Bản thân các mảnh vụn lại vỡ ra thành nhiều mảnh và nằm lại quỹ đạo của trái đất. Sau một thời gian, tất cả mảnh vỡ kết hợp lại và hình thành nên mặt trăng. Sau vụ va chạm, trái đất bắt đầu tự quay quanh trục quá nhanh. Vào lúc ấy, một ngày kéo dài khoảng 5 tiếng, chứ không phải 24 tiếng. Nhưng mặt trăng đủ nặng để làm chậm tốc độ quay của trái đất bằng trọng lực. Lúc này, trái đất không giống một địa điểm hiếu khách. Lực hấp dẫn của mặt trăng đang thâm nhập vào sâu trong trái đất và gây ra nhiều hoạt động núi lửa hơn. Ngoài ra, vẫn thạch liên tục rơi xuống đây và thường xuyên gây ra các vụ nổ trên mặt đất. Khí phun ra từ núi lửa đã tạo nên bầu khí quyển của chúng ta. Vẫn thạch bay hơi mang băng đến hành tinh của chúng ta. Hơi nước bốc lên trở thành mưa. Nước mưa rơi xuống mặt đất làm nguội dung nham nóng và hình thành những thủy vực sông hồ đầu tiên. Trái đất trông giống bề mặt của sao Kim trong vài triệu năm tiếp theo. Đây là một nơi không có sự sống với vô số núi lửa, mưa axit và không có oxy để hít thở. Mặt trời hồi đó không sáng như bây giờ. Hơn nữa, tia mặt trời gần như không thể chiếu xuyên qua hàng tấn bụi núi lửa trong bầu khí quyển. Nhưng vào khoảng 3,7 tỷ năm trước, sự sống đầu tiên đã xuất hiện dưới dạng sinh vật đơn bào không cần oxy. Chúng sống ở các vùng nước nông và ấm gần bờ của đại dương. Những vi khuẩn này đã ngự trị trên trái đất gần 2 tỷ năm trong suốt niên đại Thái Viễn Cổ. Chúng để lại tảo tầng. Đây là những cột đá ở đáy của vùng nước nông và ấm. Chúng là sản phẩm của các sinh vật và vi khuẩn đơn giản. Những loài vi khuẩn này đã tiến hóa cho đến khi học được cách quang hợp. Vi khuẩn bắt đầu sản xuất oxy bằng cách hấp thụ năng lượng của ánh nắng. Ban đầu, lượng oxy này được dùng cho việc oxy hóa đá. Nhưng sau đó, lượng oxy dư thừa bắt đầu lấp đầy bầu khí quyển. Ngoài ra, vào thời điểm này, loại tảo đầu tiên cũng đã xuất hiện và nó cũng tạo ra oxy. Đây được gọi là sự kiện oxy hóa vĩ đại và đã khiến phần lớn các sinh vật sống biến mất khỏi bề mặt của trái đất. Đối với các sinh vật đơn giản, oxy là chất độc. Xác của vi khuẩn và vi sinh vật chìm xuống đáy đại dương. Dưới áp lực cực lớn của nước và vỏ trái đất thì nhiều triệu năm sau chúng sẽ biến thành dầu và được tái chế. Niên đại Thái Viễn Cổ đã chấm dứt với thảm họa này vào khoảng 2,5 tỷ năm trước. Đồng thời, các lục địa cũng đang hình thành trên trái đất. Sau này, chúng sẽ trôi dạt trên các đại dương và tạo thành một siêu lục địa giống như trò xếp hình. Nhưng hiện tại, khí metan và carbonic vẫn chiếm đa số trong bầu khí quyển. Chúng gây ra hiệu ứng nhà kính và làm tăng nhiệt độ trên trái đất. Tuy thế, sự xuất hiện của oxy đã ngăn chặn hiệu ứng nhà kính và nhiệt độ trên hành tinh của chúng ta nhanh chóng giảm xuống. Một kỷ băng hà bắt đầu. Kỷ này có tên là băng hà Huronian và kéo dài từ 2,4 đến 2,1 tỷ năm trước. Các nhà khoa học suy đoán rằng vào lúc đó, hành tinh của chúng ta bị băng bao phủ gần như hoàn toàn, ngay cả trên đường xích đạo nóng bỏng. Đó đúng là một thay đổi lớn nếu bạn nghĩ đến hình dạng như một quả cầu lửa vào 2 tỷ năm trước. Còn bây giờ, nó giống như một cục nước đá vậy. Trái đất trong thời kỳ băng hà Huronian khá giống vệ tinh Europa của sao Mộc. Europa cũng có một lớp băng dày, bên dưới là một đại dương lỏng, được lõi làm nóng. Sự tiến hóa của mặt trời đã cứu hành tinh của chúng ta. Kể từ khi ra đời cách đây 4,5 tỷ năm, mặt trời ngày càng lớn và nóng hơn. Vậy là sau 300 triệu năm trải qua kỷ băng hà, trái đất đã dần ấm lên. Nhưng gần như toàn bộ sự sống đã bị xóa sổ và quá trình tiến hóa phải bắt đầu lại từ đầu. Khoảng 1 tỷ năm trước, tất cả lục địa trên hành tinh của chúng ta đã ghép lại thành một siêu lục địa trên lý thuyết Rodinia. Và tất cả đại dương chỉ là một đại dương khổng lồ có tên Mirovia. 750 triệu năm trước, lục địa đó vỡ ra và những mảnh đất cực rộng lớn bắt đầu trôi dạt khắp hành tinh. Các loài thực vật phức tạp và vi sinh vật đa bào đến lúc này mới xuất hiện. Tảo, bọt biển và nấm không phải là những cư dân duy nhất của đại dương. Đây là Sprigina, chúng là một giống giun có kích thước bằng ngón tay người. Chúng ta tìm được xác của các con vật này và tuổi đời của chúng ít nhất là vào khoảng 550 triệu năm. Vào 541 triệu năm trước, niên đại hiển sinh bắt đầu. Sự kiện chính của thời kỳ đó là bùng nổ kỷ Cambrian. Sự sống nở rộ trên trái đất và nhiều loại sinh vật sống đã xuất hiện. Động vật thân mềm và động vật da gai như sao biển và nhím biển bắt đầu hiện diện. Các sinh vật sống đã tiến hóa, không chỉ có bộ xương trong mà còn có xương ngoài, chẳng hạn như bọ ba thùy. Một số con bọ ba thùy có thể dài tới gần 1 mét, lớp vỏ bảo vệ của chúng chỉ ra rằng trong đại dương có loài ăn thịt. Một chuỗi thức ăn bắt đầu hình thành vào thời kỳ đó. Cùng lúc ấy, các lục địa trôi dạt lại hợp nhất. Siêu lục địa này có hình dạng khác và mang tên là Panotia. Sau đó, các lục địa này lại tách nhau ra rồi va chạm với nhau. Điều này dẫn đến sự hình thành của các dãy núi. Sau đó, các lục địa hợp nhất lần cuối và tạo nên siêu lục địa khổng lồ Pangea vào khoảng 335 triệu năm trước. Ở đây chúng ta đã có thể nhìn thấy đường viền của lục địa châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Úc và lục địa Á Âu. một trong những sinh vật biển lớn nhất từ trước đến nay, Dunkleosteus, cũng đã xuất hiện. Một số cá thể có khả năng dài bằng một chiếc xe buýt đưa đón học sinh và nặng ngang ngửa một chiếc SUV cỡ lớn. Vùng đất này có khí hậu nóng ẩm, nhờ đó dương sỉ và các loài cây phát triển nhanh hơn. Một số cây có thể cao bằng một tòa nhà 3 tầng. Và lần đầu tiên trong lịch sử của trái đất, một số loài động vật rời đại dương và đi lên đất liền, chẳng hạn như Elgriner và Ichthyostega. Dù sao thì ngay từ ban đầu, chúng cũng chỉ sống ở bờ biển vì làn da của loài này không thích nghi được với ánh nắng liên tục. Ngoài ra, chúng gặp vấn đề về hô hấp. Những loài động vật đầu tiên trên cạn có cả mang và phổi, nhưng vì phổi kém phát triển nên chúng phải quay về môi trường nước. Hàng triệu năm sau, những loài này đã tiến hóa thành động vật lưỡng cư cao cấp hơn. Dù chỉ nhỏ bằng thằn lằn thông thường, nhưng chúng đã có thể hoàn toàn sống trên cạn. Tuy nhiên, giai đoạn bùng nổ sự sống này đã kết thúc bằng một thời kỳ băng hà mới. Sông băng từ các cực từ từ len lỏi về phía xích đạo. Động vật không chuẩn bị trước cho điều này và hầu hết đều không sống sót sau sự kiện tuyệt chủng. Nhưng 290 triệu năm trước, quá trình tiến hóa chiếm ưu thế lần nữa và nhiều loài động vật đất liền tiến hóa cao hơn bắt đầu xuất hiện. Dần dần, chúng gia tăng về kích thước, đồng thời sinh ra các loài mới như Scutosaurus và Gorgonopsis. Dẫu vậy, thời kỳ này cũng không kéo dài. Chỉ 40 triệu năm sau, do hậu quả của những sự kiện chưa xác định, 95% sinh vật sống trên trái đất đã không còn tồn tại. Nguyên nhân có thể là một vẫn thạch khổng lồ hoặc hoạt động của núi lửa tăng lên. Ngoài ra, một giả thuyết cho rằng nguyên nhân có thể là do sự thải khí metan từ đáy đại dương. Thời kỳ đại trung sinh mở ra sau lần đại tuyệt chủng này. Đây chính là lúc mà những con khủng long chúng ta biết đến đã xuất hiện và bắt đầu một trang mới trong lịch sử của trái đất. Như đàn khủng long chạy qua khu rừng, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng và mọi thứ phía sau chúng bắt đầu bén lửa. Một số con khủng long mắc kẹt trong đầm lầy và không thoát ra được. Pterodactyl bay qua phía trên đầu chúng khi chúng đang cố gắng tránh làn sóng nổ sẽ sớm bao phủ trái đất. Sự kiện này xảy ra khoảng 66 triệu năm trước, xóa sổ hầu hết mọi sinh vật sống trên trái đất. Chim và khủng long bay là những loài duy nhất có thể sống sót sau sự kiện tuyệt chủng khủng khiếp nhất đó. Này, đừng trách tôi, lúc ấy tôi còn chưa xuất hiện mà. Hãy xem cây tiến hóa của chúng để nhìn loài chim đầu tiên trên thế giới, Archaeopteryx. Nó có kích thước bằng một con quạ hiện đại, nhưng nhìn nó giống một con khủng long nhỏ có lông vũ. Nó có nhiều răng nhỏ hình nón, gần giống như cá sấu. Đó là vì Archaeopteryx có họ hàng gần với loài bò sát hơn là loài chim. Tuy nhiên, bộ não của nó lớn hơn não bò sát 3 lần. Dù có đôi cánh với lông vũ, nhưng nó không thể bay như những loài chim hiện đại. Các khớp vai không cho phép nó nâng cánh lên cao hơn phần lưng. Vì vậy, nó không thể tạo ra một nhịp vỗ cánh hoàn thiện. Có lẽ Archaeopteryx có khả năng bay lượn bằng cánh con. Sự tiến hóa đã mang đến một loài phát triển hơn, có khả năng bay toàn diện hơn, Pterodactyl. Loài này không có lông vũ mà chỉ có màng tạo ra từ da và cơ. Sải cánh của nó dài bằng chân người. Nó có thể bay hoàn hảo, bắt cá và các con vật nhỏ. Dù khủng long bay có thể dễ dàng vượt qua những loài ăn thịt trên cạn như Velociraptor và T-Rex, nhưng đa số chúng đều không sống sót sau tác động của thiên thạch khổng lồ. Hãy xem xét từng bước một của sự kiện này để xem chúng đến với thời đại của chúng ta như thế nào nhé. 10 phút trước vụ va chạm với thiên thạch, một tảng đá khổng lồ có kích thước bằng đảo Manhattan đang di chuyển trong vũ trụ về phía trái đất. Nó nặng 460.000 tỷ tấn, tương đương 3.000 tỷ con cá voi xanh. Loài động vật có vú nặng nhất từng sống trên trái đất và nó đang đến gần hành tinh của chúng ta với tốc độ 19 km/giây. Với tốc độ đó, nó có thể băng qua Đại Tây Dương chỉ trong 4 phút 30 giây. Tốc độ đó lớn gấp đôi tốc độ bay của tàu vũ trụ hiện đại của chúng ta. 5 giây trước vụ va chạm với thiên thạch. Không khí ngày càng căng thẳng hơn. Lực hấp dẫn của trái đất tiếp tục hút thiên thạch khổng lồ về phía hành tinh. Nó thổi một lỗ vào bầu khí quyển của chúng ta và tạo ra âm thanh nổ lớn đến mức bạn có thể nghe thấy ở phía bên kia trái đất. Tất cả các loài động vật trên hành tinh của chúng ta bừng tỉnh trong hoảng loạn. Chúng ngẩng đầu lên và thấy một tảng đá lớn đang bốc cháy trong không khí. Các mảnh vỡ nhỏ đang dần tách ra khỏi tảng thiên thạch chính. Ngọn lửa này sáng khủng khiếp, gần sáng bằng mặt trời. Khủng long bay và tổ tiên của các loài chim hiện đại là những con vật đầu tiên cảm nhận được mối nguy hiểm. Chúng bay thẳng lên trời và cố gắng bay khỏi vùng va chạm xa nhất có thể để thoát thân. Khoảnh khắc va chạm, Khối lượng và vận tốc khủng khiếp của thiên thạch đã cho nó một lượng năng lượng khổng lồ. Ngay khi chạm vào trái đất, nó đã gây ra vụ nổ 100.000 tỷ tấn TNT. Sóng nổ thực sự đã xé toạc các mảnh hành tinh của chúng ta và ném chúng lên. Một bức tường năng lượng cực lớn bắt đầu di chuyển từ điểm va chạm theo khắp các hướng. Nó đánh bật các gốc cây và hạ chúng đổ dạt xuống đất như các quần domino. Sóng xung kích phủ kín hành tinh của chúng ta. Năng lượng này biến thành nhiệt. Mọi thứ xung quanh vùng va chạm đều bắt đầu bốc cháy chỉ trong vài giây. Những khu rừng xanh tốt và cây cối đã biến thành than cháy âm ỉ. Mặt đất và đá chỉ đơn giản là bốc hơi. Vụ va chạm đã gây ra một trận động đất kinh hoàng. Một số con khủng long có lẽ đã rơi xuống các vết nứt xuất hiện trên mặt đất. Một trận động đất mạnh gây ra sóng thần với những con sóng cao hơn cả tòa nhà Empire State. Những con khủng long không bị mắc kẹt trong những khu rừng đang cháy cũng bị sóng lớn cuốn đi. Khủng long ở vùng Bắc Mỹ cố gắng chạy trốn về phía Bắc, nhưng kiểu gì sóng nổ cũng sẽ đuổi kịp chúng. Khủng long bay không gặp vấn đề gì với động đất hay sóng thần. Chúng bay đủ cao để tránh những con sóng khổng lồ, nhưng chúng sẽ phải đối đầu với những mảnh thiên thạch vỡ liên tục rơi xuống. 5 phút sau vụ va chạm thiên thạch, một trận mưa sao băng gồm những tảng đá to lớn tiếp tục rơi xuống trái đất. Một số mảnh thiên thạch có kích thước bằng một chiếc ô tô, có mảnh còn cao bằng cả một tòa nhà lớn. Tro và bụi bay lên không trung. Nhiệt độ cao đến mức khiến chúng tan chảy và chuyển thành dung nham lỏng rồi lại rơi xuống trái đất, gây ra nhiều đám cháy hơn. Mưa sao băng cũng gây ra rắc rối cho khủng long bay. Chúng phải luồn lách và né những tảng đá nóng đỏ rơi xuống. Nhiệt độ cao là một vấn đề nghiêm trọng đối với khủng long bay vì chúng dễ bị rụng lông, mà không có lông thì chúng không thể bay. 10 giờ sau vụ va chạm, những con khủng long vẫn liên tục chạy về phía Bắc trong suốt thời gian qua. Chúng đến những lãnh thổ xa lạ với nhiều đầm lầy. Các loài khủng long khổng lồ như T-Rex có đôi chân dài bằng chiều cao của người trưởng thành. Chúng có cơ may vượt qua được địa hình này, nhưng nếu bị ngã, chúng sẽ không bao giờ đứng dậy được. Những loài khủng long nhỏ hơn như Triceratops có chân ngắn và không thể đi qua các đầm lầy đặc quánh. Một tháng sau vụ va chạm thiên thạch, 15.000 tỷ tấn tro bụi đã bị đẩy vào bầu khí quyển của chúng ta. Một đám mây khổng lồ che khuất mặt trời và trái đất chìm trong bóng tối. Thực vật sống sót không thể lấy năng lượng của mặt trời nữa và đã ngừng sản xuất oxy. Những con khủng long sống sót không thở nổi vì thiếu không khí và lượng bụi quá lớn. Thiếu ánh nắng từ bầu trời khiến thực vật phù du biến mất. Nhiều loài động vật biển đã chết đói vì mất đi nguồn thức ăn duy nhất của mình. Bụi và tro trong khí quyển đã khiến hành tinh của chúng ta không nhận được nhiệt từ mặt trời. Vậy nên nhiệt độ trên trái đất dần giảm xuống. Nơi thiên thạch rơi xuống rất giàu lưu huỳnh. Loại axit độc hại này đã bốc hơi tại thời điểm va chạm và hình thành các đám mây. Vậy là đã có những trận mưa axit trên trái đất. Khủng long bay phải ẩn nấp để trốn những cơn mưa này. Chúng phải trú trong hang động và không thể ra ngoài kiếm ăn. Cho đến thời điểm này, một số lượng lớn các loài khủng long trên cạn và khủng long bay vẫn còn sống sót. Chúng ra ngoài để xem hậu quả của thảm họa. Vùng va chạm chính là ở Mexico ngày nay, bán đảo Yucatan. Miệng hố Chicxulub nằm ở đây. Nó rộng khoảng 150 km, bằng một nửa hồ Michigan và sâu 19 km. Bạn có thể ném toàn bộ núi Everest xuống đó và vẫn còn 10 km khoảng trống. Không phải bản thân vụ va chạm là nguyên nhân cho sự tuyệt chủng của khủng long. Đám cháy đã hủy hoại hầu hết các loài thực vật mà khủng long ăn cỏ cần. Không có thức ăn, số lượng của chúng giảm đi nhanh chóng. Khủng long ăn thịt cũng chẳng có gì để ăn. Mưa axit và sự biến mất của các loài thực vật phù du đã đe dọa đến mọi loài sinh vật biển. Dù nhiều loài chim đã tránh được sóng nổ và sóng thần, nhưng chúng cũng đang thiếu thức ăn. Khoảng 80% tổng số loài chim đã không vượt qua được thời kỳ cuối của sự tuyệt chủng. Vấn đề là mọi khu rừng trên trái đất đã bị xóa sổ. Đa số các loài chim làm tổ và sống trên cây. Bên cạnh đó, rừng luôn dồi dào thức ăn, từ các loài kiến, mối đến côn trùng bay và chuột nhỏ. Vì vậy, chỉ những loài sống trên mặt đất và có thể bay giỏi mới sống sót. Rất có thể chúng ăn hạt giống của các cây nhỏ còn sót lại. Thói quen này đã khiến khủng long bay mất đi răng trong quá trình tiến hóa. Thay vì những hàm răng sắc nhọn, chúng có mỏ dài để mổ hạt nhỏ trên mặt đất. Dẫu lúc đó trái đất trông quá tệ để sinh sống, nhưng sự bùng nổ tiến hóa đã xảy ra với các loài chim. Chúng phải bay một quãng đường dài để tìm kiếm thức ăn. Đôi cánh của chúng trở nên khỏe hơn. Chúng cũng cảm thấy an toàn vì không còn những loài ăn thịt trước đây coi chúng là thức ăn. Không còn T-Rex bắt một con chim đang ngủ mất cảnh giác. Khoảng 1.000 năm sau vụ va chạm, những khu rừng rậm đầu tiên xuất hiện. Điều này mang lại sự thúc đẩy lớn nữa cho quá trình tiến hóa. 1 triệu năm sau, các khu rừng dồi dào thức ăn trở thành nơi cư trú cho tổ tiên loài chim chuột hiện đại. Và 65 triệu năm sau, ở thời hiện đại, chúng ta có khoảng 10.000 loài chim. Chim bồ câu, quạ, đại bàng và diều hâu, thậm chí cả chim cánh cụt. Chúng đều là đời sau của loài khủng long. Nhưng còn có những loài sống sót khác. Tổ tiên của một số loài cá sấu mõm ngắn và mõm dài đã có thể thích nghi với các điều kiện thay đổi. Khoảng 80% các loài rùa đã sống sót sau sự kiện đại tuyệt chủng và hiện nay đời sau của chúng đang sống với chúng ta. Rắn và thằn lằn cũng đã chờ cho khoảng thời gian khó khăn qua đi ở trong hang của mình. Cả một số loài động vật có vú như bộ đơn huyệt cũng sống sót. Loài vật có kích thước bằng con nhím này đã có thể tiếp tục tiến hóa. Nhiều triệu năm sau, những động vật có vú này đã tiến hóa thành động vật linh trưởng, làm tiền đề cho con người hiện đại. Rất lâu sau đó, iPhone mới xuất hiện.